nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. mời quý đạo hữu nghe tiếp. tòa thành kia ở nơi nào? thạch hạo hỏi. ở bên ngoài ba ngàn châu này là nơi sâu nhất của cấm khu vô ngần ấy. một người đàn ông trung niên lên tiếng. hắn ngồi xếp bằng bên trên đoạn nhai bộ đạo bào màu xám tựa như sắt thép không hề tung bay gì cả. Tuy rằng sớm đã hiểu được đôi chút thế, nhưng vào lúc này Thạch Hạo cũng thầm than thở một tiếng. Biên Hoang, minh ước của Thái Cổ, toàn bộ những sinh hơn một kỳ nguyên trước chiến bại đều bị diệt. Lão chủ nhân của thiên nhân tộc chuẩn bị đi tới chiến trường này. Tất cả mọi chuyện đều tập trung về nơi đây, làm cho mọi người cảm thấy vô cùng nặng nề. Những nơi này, những người và những chuyện này tựa như đều liên quan và tụ về một mối con đường này nhất định phải đi à ninh xuyên lên tiếng bộ tuyết y xinh đẹp gương mặt mỹ lệ vô cùng ngay cả những cô nàng bắt gặp cũng phải đố kỵ trên thực tế cô gái có cặp mắt màu xanh và cô gái có dáng vẻ lạnh như băng kia đều không tự chủ liếc nhìn hắn vài lần khi trên đường tới nơi này một chàng trai có gương mặt như vậy thì cũng rất là hiếm có rồi hơn nữa thiên tư của hắn tuyệt thế tu vi bất phàm muốn người khác không chú ý thì cũng không được các nàng biết rõ trong di tộc tiên đạo thì cũng khó tìm ra được một vài thanh niên nào có khí chất xuất chúng như vậy. Ninh Xuyên cũng không tiếp tục mở lời và đang lặng yên suy tư. Vùng cấm khu kia quá mức rộng lớn, chẳng hề có giới hạn, cơ bản không thể tìm được phần cuối. Ba ngàn châu lớn là thế. Nhưng nếu suy xét hơi thoáng một chút thì cũng sợ chưa tới một phần mười của vùng cấm khu mênh mông đó, có thể nói là sâu không lường được. Trên thực tế, mảnh cương vực đó vô cùng đáng sợ và kinh khủng trước giờ không ai là không biết từ xưa tới nay từng cường giả một tiến vào nhưng đa phần không ai trở về trong đó bao gồm rất nhiều lão giáo chủ đều là những hạng người công tham tạo hóa cả tiền bối như thế thì có làm khó người khác quá không nơi đó đã nguy hiểm như vậy mà chúng ta cũng chưa hề đạt tới thiên thần cảnh nữa cứ đi như vậy thì chẳng phải là chịu chết à ninh xuyên nói ra suy nghĩ của mình Tuy rằng chết không ít cường giả thế nhưng cũng có một vài người đi ra được hẳn các ngươi cũng biết chuyện này. Một vị trung niên trên đoạn nhai tiếp lời. Bên trong vùng cấm khu kia. Không phải đáng sợ nhất là gặp những sinh linh còn sống sót mà là những vật chất vô cùng thần bí thì mới là thứ khiến người khác sợ hãi nhất. Ví dụ như cục bùn vàng chỉ trong nháy mắt là có thể hòa tan một vị giáo chủ, một giọt nước kỳ dị với muôn màu muôn vẻ có thể giết chết trí cường giả một cành cỏ khô bình thường lại có thể phát ra kiếm khí tuyệt thế chém lìa ngôi sao. Dù là giáo chủ đi vào thì 9 phần 10 đều chết bởi những vật chất như vậy chứ không phải là từ trong tay những sinh linh còn sống sót kia. Bản thân mạnh mẽ hay không thì cũng không phải là vấn đề mấu chốt cho sự sống sót bởi vì có một vài thứ dù là giáo chủ thì cũng không cách nào chống lại được. Ý tứ rất rõ ràng tu vi cao hay thấp cũng không hề có tính quyết định trong vùng cấm khu này bởi vì nhân tố nguy hiểm kia quá ghê gớm, dựa vào tu vi của giáo chủ mà cũng không cách nào ngăn nổi. Vì vậy, theo một ý nghĩa nào đó, trí tôn trẻ tuổi của đời này cùng với những lão tiền bối giáo chủ cũng tựa như bước lên một con đường ngang ngửa nhau. Mà nếu càng hiểu rõ tình hình thì càng khiến người khác sợ hãi hơn, như vậy có thể biết được hoàn cảnh hiểm ác tới cỡ nào rồi. Nguy cơ trùng trùng Hơi tí sẽ đánh mất mạng sống của bản thân. Tiền bối, việc này cũng có chút quá đáng, rõ ràng là bắt chúng ta đi chịu chết mà. Ta biết rằng thiên địa này có thể sẽ bị phong tỏa, sẽ xuất hiện chiến loạn. Các vị tiền bối làm như thế sẽ chưa chắc là bồi dưỡng ra cao thủ mà là đang tiêu hoa rất nhiều anh tài." Thạch Hạo nói, trên đoạn nhai trong hỗn độn, ba người nở nụ cười chỉ là có chút thê lương buồn bã, trên gương mặt cứng nhắc hiếm thấy biểu tình ấy lại chợt lóe lên chút tâm tình người cũng hiểu không ít đó chứ quả thật sau này chắc chắn sẽ phong tỏa khắp nơi nhân gian sẽ loạn đó là một đại kiếp nạn không cách nào tưởng tượng nổi tiếp đó hắn khẽ thở dài một hơi đồng thời trên đoạn nhai từ từ mơ hồ đi ba người tựa như chìm vào trong tâm tình bi quan nào đó các ngươi không biết rằng nếu như cuộc chiến đó diễn ra thì nó sẽ tàn khốc tới cỡ nào một nhóm sinh linh ở trên một kỷ nguyên trước mạnh mẽ là thế nhưng đều bị tiêu diệt toàn bộ huống chi là đời này bọn họ không hề giấu giếm nữa nói toàn bộ những sự thật đầy tàn khốc và chẳng hề có chút hy vọng nào này trong mắt của chúng ta dù cho có bồi dưỡng ra cả vạn con sâu thì cũng không bằng tạo ra được một con rồng lời nói thẳng thừng mang theo mùi máu tanh rõ ràng đều nói hết cho hai người bọn hắn biết bọn họ muốn đào tạo nên cao thủ vô thượng thì chắc chắn sẽ không dừng lại ở mức gọi là bồi dưỡng ra một nhóm nhân kiệt tiến vào thư viện thiên thần thì chắc chắn phải có máu tanh chuyện gì cũng có thể phát sinh, bọn họ cần phải là một nhân vật cái thế có thể xoay chuyển được chiến cuộc, không thể dùng thủ đoạn bồi dưỡng bình thường để hình dung được. Bởi vì, dựa theo thất bại của người ở hơn kỳ nguyên trước, ngay cả tiên cũng chết trận đã khiến người người tuyệt vọng, sức mạnh tầm thường không cách nào có thể chống lại địch thủ được chỉ có thoát khỏi. Chỉ có vang dội cổ kim và trở thành cường giả mạnh nhất thì mới có thể chiến đấu. Thạch Hạo, Ninh Xuyên đều là người phi phàm, không cần nói rõ thì cả hai cũng đã hiểu mọi chuyện rồi. Thế gian này không hề thiếu thiên tài, thư viện thiên thần lại cần chính là biến số, là trí tôn không thể tính toán theo lẽ thường được. Đối mặt với tương lai thì đây là vẻ bi quan thế nào chứ? Những cổ giới khác đã tuyển chọn ra sao rồi? Ninh Xuyên hỏi. Hắn có xuất thân bất phàm cho nên sẽ không để mình chìm đắm trong tuyệt cảnh, chỉ cần để hắn từ từ trưởng thành thì chắc chắn sẽ ngạo thị thiên hạ cửu thiên thập địa toàn bộ các cổ giới đều có tiêu chuẩn tuyển chọn nhân kiệt rất nghiêm ngặt thậm chí một số nơi còn tàn khốc hơn cả đây. Người trên đoạn nhai kia nói ra một đáp án, chính xác, đối với ba ngàn đạo châu này bọn họ đã mở rộng tiêu chuẩn rồi. Dù sao thì nơi đây có di tích chiến trường, con đường bị phong ấn vô cùng dị thường nên đã tạo nên một ảnh hưởng rất sâu xa. Dẫn tới việc sinh ra nhân kiệt không nhiều chính vì thế cần phải mở rộng tiêu chuẩn một chút. Người còn lại bổ sung ta cảm thấy cũng chẳng hề có chút tình người gì cả, đi khu không người một chuyến mà lại chẳng hề dựa vào thực lực thay vào đó lai đặt ở vận may nhiều hơn. Nếu cứ để cho một vài kỳ tài bỏ mạng thì chẳng đáng chút nào. Ninh Xuyên nói, nếu như đây là một cái đầm lây khi bước vô chắc chắn phải chết, thì hắn tuyệt không đặt chân vào. Chúng ta sẽ không ép các ngươi đi chịu chết đâu, có một con đường rất cổ và rất thê lương dẫn tới một tòa thành nơi sâu trong vùng cấm khu đó dù sao thì vẫn tính là hơi an toàn các ngươi có thể dựa vào con đường này để tuyển chọn một trong ba người nói tại sao phải dùng con đường này để làm thử thách ninh xuyên hỏi tiếp bởi vì muốn để các ngươi nhận thức được ngày sau sẽ đáng sợ và hung hiểm tới cỡ nào những vật chất trong vùng cấm khu đó tương lai sau này sẽ xuất hiện trong cuộc chiến kia một người khác lên tiếng cái gì những lời này làm cho ninh xuyên và kể cả thạch hạo đều chấn kinh vô cùng giật mình được rồi, có muốn đi hay không thì đều do các ngươi quyết định, trong Cửu Thiên Thập Địa này cũng không hề thiếu thiên tài. Trong các cổ giới khác đã có không ít trí tôn trẻ tuổi đã thông qua thử thách cả. Được rồi, ta sẽ đi vào trong vùng gọi là cấm khu kia, sẽ xem thử nó có thứ gì. Thạch Hạo gật đầu đồng ý, bởi vì trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, ví như Liễu Thần, như Biên Hoang, như minh ước của Thái Cổ. Tất cả đều cần hắn đi tìm đáp án hắn từng hỏi ba người kia kết quả chỉ nhận được một hồi im lặng. Sau đó là nói tự mình đi tìm hiểu, tiến vào thư viện thiên thần thì sẽ được bồi dưỡng như thế nào? Ninh Xuyên hỏi, có các loại điển tịch bảo thuật trí tôn, thậm chí có những bản chép tay của trường sinh giả càng có những động phủ mà tiên gia dùng để bế quan, có những pháp môn tu hành không thuộc về kỳ nguyên này. Có thể luận bàn với những hậu nhân của chân tiên vừa mở miệng thì đã nói ra vô số chỗ tốt như vậy, mỗi một loại đều khiến người khác thay đổi sắc mặt, tất cả đều là tạo hóa tuyệt thế. Cách đó không xa, trên dung nhan của cô gái với cặp mắt xanh lam kia lộ ý cười rồi nháy mắt với thạch hạo, nói, có tiên tử chân chính nè. Có thể bắt mang về làm ấm giường nè. Thạch hạo làm bộ lùng túng, hỏa linh nhi thì lại véo hắn một cái rõ đau. Ta khuyên ngươi một câu, không muốn bị người khác đánh tới mức chạy chối chết thì khi tiến vào thư viện thiên thần nên an phận một chút. Cô gái lanh lùng như băng kia mở miệng nhắc nhở. Thạch hạo chừng mắt nhìn sang, nói, nếu không, hai chúng ta thử luận bàn đi, để ta xem có thể bắt hai người các ngươi, kẻ trải giường người rót nước hay không. Trên đoạn nhai, ba vị trung niên kia ngồi trong làn sương mù đều yên lặng đầy chứng nhắc. Trên chiến thuyền tử kim, ba thanh niên còn lại thì lộ vẻ khác thường. Còn hai cô gái kia thì liếc nhìn Thạch Hạo với biểu hiện hoàn toàn khác nhau, cô gái với cặp mắt xanh lam thì cười nhẹ tựa như gió xuân bay lượn. Còn cô gái với khí chất lạnh như băng kia thì lại như một cây mai trong cơn đông đầy khắc nghiệt, nàng không ngừng nhìn chằm chằm Thạch Hạo tựa như muốn đóng băng hắn ngay tại đó. "Hiện giờ các ngươi đi chuẩn bị đi." Trên đoạn nhai, một vị trung niên mở miệng nói, "Chúng ta sẽ đưa các ngươi rời đi." Trên chiến thuyền Tử Kim, ba nam hai nữ chia làm hai nhóm ba nam thì đưa Ninh Xuyên rời khỏi còn hai nữ thì thuộc nhóm Thạch Hạo. Hiển nhiên, bọn họ có ân oán với Hoang. Nên cũng không muốn hai người chém giết kẻ sống người chết. Sau khi rời đi, bên trên một chiếc xe bạc thì hai cô gái này đều nhìn chăm chăm Thạch Hạo. Tại sao hai người lại đưa tiễn ta thế? Lẽ nào muốn luận bàn à, nói trước nghe, nếu muốn bưng trà rót nước chảy giường cho ta thì cũng không cần cố ý giả thua làm gì. Bởi vì các ngươi chẳng hề có cơ hội thắng. Thạch Hạo nói, hắn nhìn ra được hai cô gái này muốn trên đường này sẽ ra tay với hắn, cho nên hắn nói ra suy nghĩ mình. Tu ra ba luồng tiên khí thì đã cho rằng mình rất ghê gớm rồi à, mọi thủ đoạn ở trước mặt tiên gia đều có thể tan dã cả. Thiếu nữ với dung mạo khuynh quốc, khi tức lạnh lẽo nói, "Là con cháu của tiên nhân hay là một vị tiên tử chính thống đây?" Thạch Hạo quan sát nàng rồi lộ vẻ vui mừng, nói, "Ta cũng không hề bắt được một người mập mạp như kia." cảm ơn đã thỏa mãn nguyện ước của ta. Mày ngài của cô gái này dựng thẳng, vẻ tiên đạo đều lộ hết, xương trắng ngập tràn, vẻ lạnh lẽo càng tăng mạnh. Tựa như là quảng hàn tiên tử dáng thế vậy. Còn cô gái với cặp mắt xanh lam thì cười ha hả, chăng hề để ý tới hình tượng bản thân gì cả, nói. Tiên tử yêu kiều thiết tha là thế mà ngươi lại gắn họ cái danh mập mạp à, không được động thủ. Trên cao truyền tới lời nói của ba vị đại trí tôn. Hi hi. Nếu ngươi không thể tiến vào thư viện thiên thần thì có thể bỏ qua, nhưng nếu đi vào thì chắc chắn sẽ có trò hay để xem rồi, Cửu Thiên Thập Địa, anh tài vô số, có rất nhiều thứ để chơi đùa. Ta chờ ngươi, thiếu nữ với con mắt xanh lam nói. Trên đoạn nhai, ba người trung niên thở dài. Ba ngàn đạo châu này có chút yếu, tuy rằng có vài hạt giống tài năng xuất chúng, thế nhưng lại quá ít. Không cách nào so sánh được với những cổ giới khác vậy thì cũng ta nên mở rộng điều kiện thêm chút nữa, không nhất định tu ra tiên khí thì mới đủ tư cách. Từ cổ trí kim cũng có không ít trí tôn trưởng thành muộn, hơn mấy trăm ngàn năm sau mới bắt đầu tỏa hào quang sáng chói. Vậy cũng được, sẽ không hạn chế cao thủ trẻ tuổi. Chỉ cần bọn họ có thể tới tòa cổ thành kia thì sẽ có tư cách rời khỏi giới này, tiến vào thư viện thiên thần. Ba người đưa ra quyết định này. Bên trên chiến thuyền màu bạc, Hỏa Linh Nhi lo được lo mất, không hề muốn Thạch Hạo rời đi, bởi vì con đường kia quá gian nguy, cửu tử nhất sinh, mà nàng thì không cách nào đi bên cạnh được. Cặp mắt của nàng đỏ bừng hỏi Thạch Hạo, hiện giờ anh muốn đi đâu, sẽ chuẩn bị những gì thành hôn? Hỏa Linh Nhi thấy Thạch Hạo cười tâu tét nói ra hai chữ thành hôn thì sắc mặt ửng hồng rồi lườm hắn một cái. Nàng luôn cảm thấy tên quỷ này càng ngày càng lấn tới. Thế nhưng khi nghĩ tới tương lai chuẩn bị chia cách thì nàng chỉ nhẹ thở dài chứ không hề nói thêm hay phản bác gì cả trong mắt chợt rưng rưng. Lại muốn chia ly rồi mà lần này Thạch Hạo đi càng xa hơn là muốn tới nơi sâu nhất trong cấm khu rời khỏi ba ngàn châu chuyến đi này là cửu tử nhất sinh. Mà sau này nếu như còn sống thì Thạch Hạo lại sẽ rời khỏi thế giới này sẽ đi vực ngoại. Lần từ biệt ấy cũng không biết gần bao nhiêu năm mới có thể gặp lại. Suy nghĩ tới những việc này thì Hỏa Linh Nhi cảm thấy buồn lo, nàng cảm thấy lần từ biệt này có thể là rất rất lâu. Không biết có thể gặp lại được nữa hay không. Anh phải cẩn thận đó, nàng nhẹ giọng và cũng đầy mạnh mẽ nói, bởi vì bên trong cấm khu rất nguy hiểm, dù là giáo chủ tiến vào cũng có thể sẽ bỏ mạng chứ đừng nói đám người thạch hạo. Đây là một con đường sinh tử, một khi bước lên thì không thể quay lại được, sống hay chết rất khó mà nói. Yên tâm đi không người nào có thể giết anh được đâu, nhưng mà anh cũng rất hồi hộp mong chờ cấm khu đó, không chừng sẽ có một vài tiên cầm thị thú sinh sống. Tới lúc đó anh sẽ bắt một con về làm thú cưỡi cho em. Thạch Hạo cười nói, hắn luôn luôn lạc quan và cũng tràn đầy tự tin, cũng không hề để những mối nguy hiểm của con đường ở phía trước trong lòng. Cô gái với cặp mắt màu lam nở nụ cười, da mặt nàng cũng chẳng hề mỏng chút nào, lúc này cười hì hì nói, phải tặng ta một con nữa đó đó là quà cho vợ của ta. Người cũng muốn á thạch hạo hùng hổ hỏi. Nhóc họ thạch kia, người đắc tội với tỷ tỷ như vậy không sợ sau khi tiến vào thư viện thiên tiên thì tỷ tỷ sẽ nhờ người xử lý ngươi hay sao? Thiếu nữ mắt lam nói. Cứ việc mời gọi, ta dẹp loạn từng người. Thạch hạo cười ha hả nói. Được ngươi cứ ngông nghênh hùng hổ đi tới lúc đó ta sẽ tiếp đãi ngươi thật đặc biệt. Sẽ giới thiệu mấy vị tỷ muội xinh đẹp tới chăm sóc. Cô gái mắt lam nở nụ cười, thế nhưng cũng không hề thấy chút vẻ lẳng lơ gì cả. Thích vậy sao, đám tỉ muội đó có lai lịch như thế nào vậy? Thạch hạo cười ha ha, không thôi. Có hoàng nữ, có hậu đại của trường sinh giả, còn có tiên tử thật sự. Chỉ sợ tới lúc đó ngươi sẽ bỏ chạy không dám để các nàng chăm sóc mà thôi. Cô gái mắt lam cười hì hì. Hắn trốn không được đâu, chắc chắn sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Cô gái lạnh như băng sen lời được rồi, các ngươi cứ ngồi đợi để chào đón ta đi. Ta tất nhiên sẽ tiến vào thư viện thiên thần và sẽ cố gắng hưởng thụ sự hầu hạ của các ngươi. Thạch hạo cười nói, vị mỹ nhân lạnh như băng kia chừng hắn, còn thiếu nữ mắt lam vẫn cười hi hi, nói. Lại còn ba xảo tới lúc đó đừng có khóc đấy nhé. Rất nhanh, bọn họ đã rời khỏi Trung Châu. Theo như yêu cầu của Thạch Hạo thì sau khi vượt qua mấy trăm châu thì chiến biển bạc liền ngừng lại. Thư viện thiên thần Thạch Hạo vung tay rồi mang theo Hỏa Linh Nhi nhảy khỏi chiến thuyền. "Giờ chúng ta đi đâu?" Hỏa Linh Nhi hỏi, vừa nãy thấy Thạch Hạo đấu võ mồm với hai nữ kia thì nàng chỉ đứng cười chứ không hề nói gì cả. "Đi Ma Châu, gặp ông nội của anh. Ma Châu là nơi xảy ra chiến loạn rất nhiều lần, ở thời thượng cổ đã sản sinh ra rất nhiều ma đầu mạnh mẽ, cho nên châu này mới được đặt tên như vậy." Trên thực tế, Nghe đồn nơi đây có di tích của kỳ nguyên tiên cổ từng là nơi đại chiến vô cùng thê thảm, trong lòng đất có những thi hài của ma, còn có cả sát khí. Núi lửa liên miên, dung nham đỏ ao cuồn cuộn chảy. Đây chính là lần đầu tiên Thạch Hạo dẫn người khác tới nơi đây, và cũng là lần đầu tiên dẫn một cô gái tới ra mắt tổ phụ mình. Thập ngũ ra sớm đã cảm ứng được nên từ trong một miệng núi lửa bay vút ra ngoài, hắn với thân hình cao lớn đầy oai vệ, hiện giờ tinh lực dồi dào, da màu cổ đồng lấp lánh hào quang vẻ ngoài trông như người ba bốn mươi tuổi mà thôi hạo nhi ông nội tuy mới gặp nhau không lâu thế nhưng khi lần nữa gặp lại thì tổ tôn hai người rất là vui mừng đứa bé này là ai lẽ nào là thập ngũ ra nhìn hỏa linh nhi rồi nở nụ cười ha ha ông đây là vợ con lần này tới là muốn ra mắt với ông đó da mặt của thạch hạo vẫn luôn luôn dày dù cho nói những lời này thì cũng chẳng hề đỏ mặt chớp mắt gì cả hỏa linh nhi thì lại khác, có loại giới thiệu như vậy à, đây là lần đầu tiên ra mắt với thập ngũ ra nên khiến mặt mày của nàng đỏ bừng. Cô bé này rất được, mặc khác, chỉ cần con thích là ông không ý kiến. Thập ngũ ra cười nói đầy vui vẻ. Cháu chào thập ngũ ra. Hỏa Linh Nhi cẩn thận thi lễ, lúc ở hạ giới thì nàng từng nghe qua đại danh của thập ngũ ra, càng biết người này từng đại náo hoàng đô. Trấn áp tứ phương cũng chỉ vì tôn nhi của mình đối với ông lão này thì nàng vô cùng kính nể con gái của hỏa hoàng sau khi đại ma thần nghe được lai lịch của nàng thì bắt đầu cười ha hà nếu nói tới hỏa hoàng ở hạ giới thì đây chính là một người kiệt xuất siêu phàm nhập thánh thập ngũ gia tự nhiên đã gặp hỏa hoàng khi nhìn thấy con gái của hắn thì lại càng hài lòng hơn ngoại trừ bội phục hỏa hoàng ra thì bọn họ còn cùng từ hạ giới lên đều là hậu duệ tội huyết không cần nhiều lời chúng ta là người một nhà cả thập ngũ ra cười đầy thoải mái vô cùng cao hứng đại ma thần vui vẻ vỗ mạnh bả vai của thạch hạo nói hắn chuẩn bị những nguyên liệu để nấu ăn và cùng một ít rượu ngon hôm nay không say không nghỉ lần trước khi rời đi thạch hạo đã để lại không ít thịt thiên thần cho thập ngũ ra ví như dao long tước hoàng kim hạc và còn một ít thánh tử nữa thời gian không lâu sau hoàng kim hạc đã được hầm nhừ trong đỉnh, cánh long tước cũng đã được nướng vàng ươm trên bếp lửa, còn có hương thơm của thánh dược tử phiêu lãng. Hôm nay ta sẽ chủ trì hôn lễ cho hai con, thế nào hả, sau khi hơi ngà ngà cơn men thì thập ngũ ra nói thế. Lập tức hỏa linh nhi cúi đầu, việc này quá nhanh, tuy rằng trong lòng có chút buồn lo vì phải từ biệt thế nhưng khi đề cập tới vấn đề này thì vẫn thấy có gì đó đột ngột. Ông! Có chuyện con vẫn chưa nói cho ông biết, con sắp bước lên một con đường tu hành rất đặc biệt, sẽ rời khỏi nơi này rất là lâu, cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Lúc này cũng không thích hợp để nói về tư tình nhi nữ. Thạch Hạo nói, hắn bí mật truyền âm nói cho tổ phụ biết, con đường kia rất nguy hiểm, sống chết khó đoán. Sự ly biệt sắp tới cho nên hắn không muốn làm gì có lỗi với Hỏa Linh Nhi, lỡ đâu không trở về được thì sẽ ra sao? con đi vào nơi sâu cấm khu à, đại ma thần nhíu mày, thật sự không nỡ để đứa tôn nhi này đi vào đó, bầu không khí trở nên nặng nề. Vẻ lúng túng của hỏa linh nhi liền biến mất thay vào đó là vẻ mất mát cứ như thế mà ly biệt ư. Con đường phía trước rất mênh mông, năm nào thì mới có thể gặp lại nhau. Thập ngũ ra là người hiểu chuyện cho nên cũng không hề ngăn cản tôn nhi mình, đó là con đường của hắn, càng không thể tùy ý chủ trì hôn lễ được. Bởi vì lỡ đâu tôn nhi mình gặp ra chuyện ngoài ý muốn nào đó chẳng phải sẽ làm hại tới thiếu nữ trước mặt này hay sao. Thạch hạo ở đây hai ngày với tổ phụ mình rồi sau đó lên đường. Hỏa linh nhi thở dài trong lòng đầy u sầu. E muốn đi đâu anh sẽ đưa e đi. Thạch hạo thu hồi lại dáng vẻ cười cượt lại thay vào đó vẻ nghiêm túc bởi vì hắn sắp lên đường rồi. Anh lại đi rồi ở thượng giới này trong thế gian mênh mông này chỉ có mỗi phụ thân và anh là người quan trọng nhất với em giờ anh lại muôn đi hỏa linh nhi thẫn thờ trên gương mặt mang theo đau thương nàng tới từ hạ giới giờ không còn là công chúa của một nước nữa những năm vừa qua nàng đều sống trong hòa tang lâm mặc những bộ áo quần nhếch nhác yên lặng chờ đợi hắn quay lại hoàn toàn không hề hòa hợp gì với cả thế giới này giờ một người quan trọng nhất phải rời đi nên nàng vô cùng đau buồn nếu như anh còn sống nhất đính sẽ quay lại tìm em thạch hạo nói nhiều người nói sau này thiên hạ sẽ đại loại thật không hỏa linh nhi nhìn hắn nếu có một ngày trời long đất lở chiến loạn bao phủ cả nhân gian cả hai không thể gặp lại nhau tới lúc đó hai người sẽ ở phương nào nếu có một ngày như vậy thì dù anh ở đâu cũng sẽ quay lại bảo vệ em thạch hạo dứt khoát nói em chỉ cần anh bình an là tốt rồi hỏa linh nhi dương dương giọt lệ nói nàng rất cô đơn khi ở thượng giới này không hề mong muốn người quan trọng đối với mình rời đi anh sẽ trở lại không một ai có thể giết anh đâu thạch hạo nói hắn muốn mang hỏa linh nhi đi chu du thiên hạ hỏi nàng muốn đi nơi nào hỏa linh nhi trầm mặc thất thần đi nơi nào đâu là nhà thạch hạo mang theo nàng về hướng tội châu đi tới nơi ẩn cư của hỏa hoàng hắn muốn ở đây chờ hỏa hoàng trở về nhưng hỏa linh nhi lắc đầu trong mắt đầy hơi nước ngược lại nàng rất muốn cùng hắn đi vào nơi sâu trong khu vực không người kia quá nguy hiểm anh không yên lòng khi để e bước lên con đường này thạch hạo không đáp ứng cứ ở đây đi hỏa hoàng sớm muộn gì cũng sẽ trở về hãy đi cùng với người thạch hạo nói rồi nhìn về phía sói con cố gắng tu hành bảo vệ linh nhi cho thật tốt đó thạch hạo dừng chân hai ngày ở đây rồi sau đó lên đường đưa em về lại khu hỏa tang lâm đi, em muốn ẩn cư ở đó. Đột nhiên hỏa linh nhi mở miệng, nàng muốn trở lại trong khu rừng hỏa tang đầy yên tĩnh đó. Trong lòng thạch hạo chấn động, dâng lên một cảm khác khó tà. Dâu lửa nở hoa, đầu đầu cũng là màu đỏ đậm. Lại tới nơi này, hỏa tang thụ lắc lư theo từng làn gió mát lùa khắp núi đồi, từng cánh hoa tựa như là những miếng kim cương đỏ không ngừng phấp phới. Hương thơm lan tràn trong rừng từ cánh hoa đỏ rực lấp lánh tựa như ánh chiều lấp ló e rất thích nơi này hỏa linh nhi thì thầm rồi nhìn về những cây cổ thụ đỏ rực xa xa là những thôn nữ đang hái dâu trái tim của nàng tựa như yên tĩnh trở lại bởi vì nơi đây có những ký ức cũ còn có hy vọng đã từng chờ đợi một người ở nơi này lại có thể giúp cho tâm tình của một người trở nên yên tĩnh và đầy thỏa mãn chính xác nơi rời khỏi nơi này không lâu thì nàng đã trở lại rồi nếu so lần này với lần trước thì con đường lần này càng không biết gì cả chuyến này của thạch hạo khó đoán sống chết dù cho có sống thì cũng sẽ phải rời khỏi thế giới này hỏa linh nhi thất vọng trong lòng vô cùng hoang mang nếu gặp lại không biết sẽ phải mất bao nhiêu năm mà lúc đó toàn bộ thiên hạ rất có thể đã đại loạn khói lửa khắp nơi có thể tương phùng ư cuộc đoàn tụ lần này coi như là rất vui rồi nàng cảm ơn trời xanh đã che chở mà lần sau hơn nửa rất là xa vời nàng biết anh tài khắp thiên địa này trong tương lai sẽ héo tàn máu nhuộm non sông trong những năm tháng diễn ra cuộc chiến tranh kia thì sẽ không hề hay biết thạch hạo khó có thể trở lại hắn sẽ phải đi chinh chiến sắp sửa ly biệt thạch hạo yên lặng ngắm nhìn nàng không biết nói gì cho tốt dầu lửa nở hoa một năm rồi lại một năm em sẽ luôn ở đây chờ anh trở lại hỏa linh nhi nhìn chằm chằm hắn nghe được lời nói của nàng nhìn được ánh mắt của nàng khiến lòng thạch hạo bồi hồi, lúc này chợt cảm thấy chua xót con mắt của hắn tưa như hơi cay. Nhất định sẽ gặp lại mà. Thạch hạo nói, tuy rằng có chút hơi chua xót thế nhưng lời nói vẫn rất kiên định. Hỏa Linh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhìn về những cánh hoa đầy lấp lánh đang phấp phới bay lượn kia, chợt hàng lệ nóng lăn dài nhưng lại nở nụ cười tươi, nói. Anh cũng nên đi rồi có những người không cách nào níu giữ, có một số thứ đáng để trở thành hồi ức, nàng cũng không hề khóc lóc sứt mướt đau đớn, chỉ là bình tĩnh đưa tiễn. Miệng mang theo nụ cười tươi, mặt đượm hàng lệ nóng tiễn thạch hạo. Thạch hạo buồn bã, vẻ lo sợ trong lòng chợt nhúc nhích, hắn đi được vài bước thì chợt dùng chân rồi quay đầu nhìn lại. Khó mà chuyển bước được, hắn không ngừng nghĩ ngợi, lần đi này là vì cái gì, chẳng lẽ mục tiêu cả đời là trên con đường tu hành ư? nếu tiếp tục như thế thì sẽ có một ngày hắn có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất liếc nhìn xuống khắp thiên hạ thế nhưng khi ngóng trông lại khi suy tính lại thì sẽ bỏ qua bao nhiêu người và sự việc đáng giá trong cuộc đời đáng ư hắn không biết anh đi đi em sẽ luôn nguyện cầu mong anh được bình an cả đời sẽ gặp được trường sinh thế gian này trung quy lại sẽ đại loạn sau này sơn hà sẽ sụp đổ máu chảy thành sông anh không cần phải đắn đo gì cả nếu đã chọn con đường kia thì hãy luôn kiên định vẫn luôn ở một góc của thế giới này ở trong khu hòa tang lâm này chờ anh thầm lặng chờ anh cầu nguyện cho anh được bình an hỏa linh nhi vừa nói vừa lau đi dòng lệ nóng chảy dài cố gắng nở nụ cười thật tươi và vẫy vẫy tay tiễn biệt hắn thạch hạo thật sự khó mà cất bước được con đường này rất xa xôi leo lên đỉnh cao nhất của võ đạo rồi tiếp đó là đi chinh chiến từ biệt lần này cũng không hề biết bao nhiêu năm hắn biết nếu chọn con đường này thì sẽ bỏ qua rất nhiều việc anh sẽ dẫn theo em thạch hạo nói không hỏa linh nhi lắc đầu kiên quyết từ chối lý do thạch hạo hỏi em không muốn trở thành gánh nặng cho anh dù được anh che chở bảo vệ bên người lúc bình thường thì sẽ không có việc gì thế nhưng tới lúc mấu chốt chắc chắn sẽ khiến anh phân tâm hỏa linh nhi từ chối nàng biết chuyến đi này dù thạch hạo cũng khó mà bảo vệ được bản thân con đường phía trước nguy cơ lớp lớp nếu như còn phải phân tâm bảo vệ nàng thì chắc chắn sẽ càng thêm nguy hiểm thạch hạo dạo bước với nàng trong hòa tang lâm này trên đường đi cả hai đều im lặng và cũng không biết bao lâu thì rốt cuộc cũng phải từ biệt, hắn không thể dừng lại được. Bảo trọng anh sẽ trở lại. Thạch hạo nói, hắn từ từ bay lên trời cao rồi vẫy vẫy tay về sau. Càng ngày càng đi xa, bóng người từ từ biến mất trong ánh tà dương. Rốt cuộc hỏa linh nhi cũng không cách nào kìm nén được nữa, nàng khóc hòa thành tiếng trong khu rừng dâu lửa này, nước mắt che kín cả gương mặt. Những tiếng tiễn biệt phát ra thành lời rồi dùng sức vẫy tay về phía trước trong lòng thạch hạo run lên, hỏa linh nhi không nhìn thấy hắn thế nhưng hắn đã tu ta thiên nhãn thông. Hắn từ phía cuối chân trời có thể nhìn thấy được bong ảnh cô độc dưới ánh chiều tà đó. Hắn rất muốn dừng lại thế nhưng khó có thể quay đầu, con đường kia hắn nhất định phải đi. Cứ thế mà đi à, giữa bầu trời có một người trung niên đi tới, hắn quan sát kỹ thạch hạo tay áo phấp phới. Vẻ mặt không giận mà uy. Hỏa hoàng. Thạch Hạo nhận ra hắn, lúc ở hạ giới thì từng gặp mặt qua và được sự chỉ điểm của người này và còn từng được hắn cứu viện nữa. Tiền bối, Thạch Hạo mở miệng, phong thái của hỏa hoàng vẫn như xưa nhưng hai mắt thì sâu lắng hơn nhiều, không còn mặc chiến bào nhân hoàng nữa mà giờ đã phản phát quy chân, hiện ra vẻ ôn hòa. Bản thân toát lên vẻ đại đạo, chỉ là lúc này tâm tình của hắn chập chờn khó mà bình tâm nhìn Thạch Hạo rồi lại nhìn về phía hỏa tang lâm ở nơi xa lúc này chợt thở dài một hơi tại sao ngươi không cho con bé một tia hy vọng hỏa hoàng hỏi rồi nhìn chằm chằm thạch hạo hai mắt hắn tựa như là bó đuốc đầy hừng hực thần quang màu vàng tỏa ra thạch hạo ngơ ngác không hiểu lý do vì sao ta sẽ trở về chỉ cần ta còn sống thì nhất định sẽ trở về thạch hạo hứa vậy tại sao giờ lại không thể ở cùng nhau dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thậm chí chỉ cần vài canh giờ hỏa hoàng nói Thạch Hạo nhìn về phía trời xa, nói chuyến đi xa lần này, ta không biết năm nào có thể quay trở về. Không hề sợ kẻ địch mà chỉ sợ nhất thương hải tang điền rồi lầm lỡ vụt mất nàng. Lầm lỡ vụt mất gì chứ, người cảm thấy khi rời đi như vậy thì Linh Nhi sẽ quên đi tất cả. Sẽ sống một cuộc sống mới. Hỏa hoàng cam tức, Thạch Hạo nghe vậy thì chợt cảm thấy hổ thẹn, nói ta không có ý đó. Hành động này chưa chắc đã đạt được hiệu quả như kia, Tùy người rời đi thế nhưng Linh Nhi sẽ vẫn không thể nào quên được cả đời này sẽ chìm đắm trong cảnh sầu lo cứ như thế thì tại sao lại không ở cùng nhau. Dù cho là một ngày thì hãy cho con bé một tia hy vọng giúp nó hiểu rõ. Hỏa hoàng trách mắng, ta, thạch hạo như muốn nói gì đó thế nhưng không cách nào thành lời được. Hắn muốn nói nếu như mình chết ở biên hoang, chết ở vực ngoại thì tới lúc đó chẳng phải lại càng khiến hỏa Linh Nhi đau đớn, khốn khổ hơn sao nhưng, hắn lại nghĩ tới, nếu rời đi như vậy, nếu không giải quyết mọi chuyện thì chắc chắn kết quả sẽ là như thế, sẽ có một cô gái yên lặng ngóng chờ ở trong hòa tang lâm này. Được, ta sẽ trở lại, Thạch Hạo nói. Hắn hóa thành một luồng cầu vòng từ phía chân trời lao vụt trở lại, nhằm về phía hòa tang lâm rồi từ từ hạ xuống. Trong rừng, một cô gái cô độc đang dựa vào một cây dâu lửa khóc đầy đau đớn, thân thể yếu đuối đó lắc lư khó lòng mà đứng vững được con mắt của thạch hạo cay xè nhanh chóng lao tới hai mắt của hỏa linh nhi tựa như mờ đi hàng nước mắt nóng rát rơi là chả nàng rất cô độc và cũng rất tuyệt vọng tràn đầy vẻ chơi vơi nội tâm thì trống rỗng nhưng mà lúc này nàng chợt nghe được một âm thanh trước mắt nàng chợt xuất hiện một bóng người xuyên qua màn lệ nóng nàng như nhìn thấy bóng dáng của thạch hạo nàng cũng không có dừng lại cơn khóc thành tiếng của mình cũng đã rời đi rồi vì sao lại trở về chứ là ảo giác mà thôi. Hy vọng ở nơi phương xa anh sẽ mạnh khỏe. Nhìn về bóng người phía trước, nàng thấp giọng cầu mong cho hắn. Anh đã đi đâu? Thạch hạo đưa tay khoác lên hai bờ vai yếu đuối của nàng rồi dùng sức lắc lắc nói cho nàng biết đây không phải là ảo giác. Hắn vẫn còn nơi đây. Anh không phải rời đi rồi à, Hỏa Linh Nhi run giọng nói rồi nhanh chóng quệt đi dòng lệ nóng nơi khóe mắt lập tức trước mắt hiện rõ và rồi nhoèn miệng cười tươi cảm thấy cả thế giới này chợt sáng bừng lên, Thạch Hạo xấu hổ, không biết an ủi ra sao cả. Hỏa Hoàng thì đứng ở đằng xa chứ không hề tiến tới, hắn lặng lặng đứng nhìn. Phụ Hoàng, rốt cuộc thì Hỏa Linh Nhi cũng phát hiện ra hắn, lúc này lộ vẻ ngượng ngùng cùng với vẻ không muốn rời xa. Hôm nay, buồn vui đan xen, u sầu đầy cõi lòng, những người quan trọng nhất của nàng đều xuất hiện cả khiến cho sầu não trong lòng tan biến đi không ít. Con gái ngoan nếu hai đứa đã có chút duyên phận cũng nên nắm lấy, đừng tạo nên chút tiếc nuối nào, hôm nay, ba sẽ chủ trì hôn lễ cho các con. Hỏa Hoàng kiên định nói, phụ thân, Hỏa Linh Nhi ửng hồng. Trên gương mặt giàn rụa nước mắt nhìn ba mình, có kính nể, có buồn giàu và cũng có vui sướng. Chúng ta đều là người tu hành cả, không nhất thiết phải tổ chức dườm ra làm gì, cứ đơn giản mọi thứ ta sẽ làm chủ buổi hôn lễ này. Hỏa Hoàng quả quyết nói, ở dưới nắng chiều. Hỏa hoàng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, đầu tiên là hô lớn để hai người cúi lại thiên địa, tiếp là nhận lễ bái của hai người, sau cùng là vợ chồng giao bái, và kết thúc cuộc lễ. Chỉ đơn giản như thế, bỏ đi tất cả những thứ dườm à khác, không hề mời gọi bạn bè, chỉ cần có hỏa hoàng chứng kiến thì hai người xem như đã thành phu thê. Thạch hạo vô cùng thẹn với lòng, việc này hắn cũng không biết là tốt hay xấu. Rời khỏi ba ngàn châu và đi tới cổ giới khác còn có thể sẽ gặp rất nhiều loại nữ nhân thậm chí là con gái của chân tiên, ba không hề bắt ép con chuyện gì cả, ba chỉ cần con đường quên rằng, ở nơi này còn có một cô gái đang chờ mình. Hỏa hoàng nghiêm túc dạy bảo, rồi hắn bổ sung, nói. Bà biết một khi rời khỏi cửu thiên thập địa này thì con sẽ đối mặt với vô số tình huống phức tạp, sẽ có vô số dụ hoặc vẫn là câu nói kia, không bắt ép gì cả, bởi vì thân là đàn ông con trai ta hiểu, ta cũng từng có rất nhiều phi tử thế nhưng ta vẫn nhấn mạnh lại một lần nữa, bất luận con đi tới nơi đâu thì cũng đừng lãng quên hỏa linh nhi. Nơi tới chỗ này thì hỏa hoàng chợt nhấn giọng lớn tiếng uy hiếp, bởi vì hắn không chỉ là hỏa hoàng mà còn là một vị phụ thân, đây chỉ đơn thuần là tình cảm dánh cho con gái mình, là sự bảo vệ và không yên lòng dành cho nàng. Con sẽ không quên, thạch hạo trịnh trọng khẳng định. Rất tốt dù cho con quay về thậm chí cả đời cả kiếp này cả hai không thể gặp lại nhau thì con cũng phải nhớ lấy nàng. Hỏa hoàng nhìn chầm chầm hắn rồi nghiêm khắc nhắc nhở. Thạch hạo cũng không hề tức tối mà trái lại rất là cảm động có một phụ thân như vậy thì đáng để kính trọng. Hít sâu một hơi rồi hắn nói xin hỏa hàng hãy yên tâm con chắc chắn sẽ trở về. Hỏa linh nhi khóc nấc ba ngàn châu đã rất lớn rồi thế nhưng bên ngoài còn có thế giới mênh mông hơn nữa cửu tiên thập địa cùng với biên hoang tràn đầy những biến số và sự khó lường nếu như có chinh chiến sơn hà trong thiên hạ bị nhuộm đỏ bởi máu tươi vào lúc đó làm sao gặp lại và có thể gặp lại nữa ư thạch hạo hiểu rõ tâm ý của nàng nghĩ đi nghĩ lại rồi lập lời thề nói nếu như có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cả đời này không thể gặp lại thì con nhất định nghĩ biện pháp tìm về tìm bằng cách nào hỏa à. hoàng chỉ thở dài một tiếng nếu như không thể tương phùng nếu như thương hải tang điền nếu như không thể gặp lại giọng thạch hạo chợt run run rồi hắn ngẩng cao đầu ánh mắt như cầu vồng nói ta sẽ thay đổi tất cả ta sẽ tìm được toàn bộ sẽ bước từ trong luân hồi ra tiếng nói của hắn không lớn thế nhưng lại dẫn tới dị tượng trong hư không chợt xuất hiện và đánh xuống một luồng chớp đầy đáng sợ nhưng thạch hạo vung quyền đánh lên trời cao toàn bộ đều bị tan nát không hề có một tia điện nào có thể đánh xuống Hỏa Hoàng biết có vắc, có chút hành động sẽ dẫn lời lôi điện giáng từ trên trời xuống, dị tượng vô cùng kinh thế. "Con chắc chắn có luân hồi ư?" Hỏa Hoàng hỏi hắn. "Con không chắc." Thạch Hạo nói. "Vậy thì con nói những lời đó có ý nghĩa gì chứ, nếu như không có thì con sẽ tạo ra một cái luân hồi." "Sẽ tìm được toàn bộ." Thạch Hạo đáp, Hỏa Hoàng khoát tay áo rồi không tiếp tục nói về vấn đề nặng nề này nữa. Đêm đó, Thạch Hạo chăm lo Hỏa Linh Nhi, không hề liên quan tới hành động nam nữ. Chỉ có tình cảm, không có phòng ốc, không có bàn ghế, bọn họ chỉ yên lặng ngồi dựa vào nhau dưới màn đêm yên tĩnh và cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Hai người tựa lưng vào nhau và nói đủ thứ trên đời, tựa như muốn nói hết tất cả những chuyện trên đời, mãi cho tới bình minh, mãi cho tới một tia sáng ló dạng thì mới dừng lại. Lưu Luyến không rời bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc thì cũng không biết nên nói ra sao, cuối cùng cũng nên rời đi rồi thế nhưng tâm của Hòa Linh Nhi tựa hồ đã yên bình trở lại. Đi đi, em sẽ chờ anh. Chỉ đơn giản vài chữ. Trên mặt nàng hiện vẻ ôn nhu, đón lấy ánh bình minh với nụ cười đầy tinh khiết và cũng rất sán lạn. Anh đi đây, Thạch Hạo đứng dậy rồi chào biệt hỏa hoàng, cáo biệt hỏa linh nhi. Hắn bay vút lên trời cao và biến mất từ đó hắn vụt qua hư không, mãi tới khi rời xa tội châu thì mới không đành lành hét dài một tiếng khiến cả hư không sụp nứt, bầu trời bị khuấy động. Thạch hạo hóa thành một con côn bằng, thân thể vàng óng mang theo lốm đốm đen, hai cánh giang rộng che kín trời cao rồi vút thắng chín vạn dặm bay thẳng về cuối chân trời. Hôm đó, rất nhiều người khi nhìn thấy con côn bằng này thì trong lòng giấy lên vẻ kinh ngạc vô biên. Ba ngàn châu, vô biên vô ngần, sức người đều có hạn, dù cho có mạnh tới đâu cũng rất khó đi hết toàn bộ. Thạch hạo thân hóa côn bằng mang theo vẻ không nỡ xa rời, một loại tâm tư khó có thể diễn tả bằng lời đập cánh kích thiên. Lao vút trong thiên địa, cũng không biết bao lâu thì hắn cảm nhận được đang có nhân vật mạnh mẽ nào đó nhìn chầm chầm lấy mình, lúc này chém lìa hư không và từ đó biến mất trên trời cao hắn đi thực hiện lời ước định muốn xông vào khu không người mênh mông kia đi vào trong cấm địa truyền thuyết có thể sẽ trải qua rất nhiều việc hôn hiểm hoặc thậm chí cả tử vong trên con đường sau đó hắn mượn những tiền tống trận cỡ lớn từ châu này qua châu khác bắt đầu tiến về phía tập hợp trong lúc này thì thạch hạo bất ngờ biết được khách tới từ vực ngoại đã nới rộng điều kiện cho phép tất cả mọi người đều có thể đi vào con đường cổ xưa kia chỉ cần có thể tìm được tòa thành cổ kia thì coi như đã qua ải có tư cách gia nhập vào thư viện thiên thần lập tức cả thượng giới đều bùng nổ tới giờ thì khắp nơi đều biết tại sao khách từ vực ngoại lại tới đây rất nhiều thiên tài dục dịch mong muốn tới trốn không người kia ngay lập tức nhưng có một vài cao tầng lại nhíu mày nếu như những tuấn kiệt trẻ tuổi kia quá tự đại rồi liều lĩnh tiến vào như vậy rất có thể sẽ khiến cả thượng giới tổn thất nặng nề ngày xưa lão giáo chủ của thư viện tạo hóa đã chết trong cấm khu ấy nếu giờ các ngươi đi vào thì cần phải suy xét cẩn thận từ xưa tới nay những người còn sống đi ra thì cực kỳ ít phải cẩn thận cân nhắc cho thật kỹ một vài đại nhân vật lên tiếng tuy nói không nhiều thế nhưng tựa như là một chậu nước lạnh tạt thẳng lên đầu dập tắt ngọn lửa hừng hực trong lòng của các cao thủ trẻ tuổi đây là sự thật ba ngàn châu rất lớn, cấm khu đầy đáng sợ kia lại càng bao la hơn, tràn ngập nguy hiểm. Nếu thật sự bước chân vào thì chắc chắn sẽ là cửu tử nhất sinh. Tuy rằng có một ít khu vực đã được kiểm soát và cũng tương đối an toàn thế nhưng con đường thi tuyển ở tòa thành trì kia tuyệt đối không nằm trong những khu vực này. Tới cùng là nên đi hay không? Trong hai ngày sau đó thì ba ngàn châu không cách nào yên tĩnh được các nơi đều nhốn nháo, rất nhiều người đều đang bàn tán người cho rằng mình là thập quan vương à người ta có thực lực thật sự có tư cách để tiến vào thư viện thiên thần cho nên bước vào con đường đó cũng chẳng có gì lạ cả đúng đó chúng ta cần phải tỉnh táo lại chưa tu ra tiên khí thua xa với đám trích tiên nếu muốn dựa vào vận may để có được tư cách thì quá không hiện thực chấm đương nhiên cũng có nhiều người không phục cho rằng mình có tiềm lực để thử thách từ xưa tới giờ, trí tôn siêu tuyệt chân chính đều trưởng thành muộn cả chắc phải tới mấy trăm năm sau mới từ từ bộc lộ tài năng, từ từ trở nên mạnh mẽ. Ta tin chắc chờ tới lúc ta đặt chân vào lĩnh vực thiên thần thì chắc chắn sẽ tăng nhanh như gió. Không hề kém bất luận người nào. Một vài người trẻ tuổi có tham vọng cảm thấy ngày sau mình sẽ quật khởi, không cam lòng trở thành tầm thương các trưởng bối của bọn họ đều thở dài cẩn thận phân tích những trí tôn được ghi chép lại trong các cốt thư kia dù là ngàn tỷ cũng chưa chắc đã có một không nên lấy làm gương ngày đó ba người trung niên tới từ vực ngoại mở rộng điều kiện thì còn nói thêm mấy lời rằng các thiên tài của ba ngàn châu cũng không cần phải gấp gáp tu ra tiên khí làm gì bởi vì còn họ vẫn còn có cơ hội để bùng phát thiên thần cảnh có thể lột xác thậm chí những đại cảnh giới sau này cũng có thể dục hòa tân sinh việc này đã cổ vũ tới rất nhiều người không ít thiên tài ôm lấy giấc mơ này lên đường thượng giới càng ngày càng náo nhiệt không cách nào bình lặng được thạch hạo dựa theo ước định nên đã tới bên ngoài khu vực không người này thế nhưng chỗ này hoàn toàn khác với khu vực tiến vào di địa tiên cổ kia chỗ này cách tới mấy chục châu đây là một khu vực rất đáng sợ thường ngày rất ít người dám đặt chân vào mà khu không người dẫn tới tiên cổ thì có nguy hiểm thế nhưng gần như đã được người thăm rõ kỹ lưỡng và có thể tiến vào. Thẳng Châu, khu vực biên giới, ngăn giữa chính là những ngọn núi không lồ cao vút trong mây trắng. Thạch Hạo đứng nơi này nhìn về trước những ngọn núi bên trong cấm khu quá lớn, khí thế hùng dũng tựa như đang đỡ lấy một tòa cung điện của thiên đế. Ở giữa sườn núi là từng làn sương mù lượn lờ, đó chẳng hề giống với núi cao mà như là một cây cột trống cả trời xanh. Người đã quyết định, cách đó không xa, bên trên một ngọn núi thấp xuất hiện ba đại trí tôn của vực ngoại, bọn họ ngồi xếp bằng nhìn thạch hảo ở bên dưới. Ngoài ra, Lâm Thiên, cô gái mắt lam cũng đứng bên cạnh đầy cung kính yên lặng lắng nghe dặn dò. Ta đã quyết định, thạch hạo nói, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bước lên hành trình. Người sang một bên nghỉ ngơi đi, trên tòa núi thấp có một vị trung niên nhấn tay một cái trong hư không xuất hiện một chiếc bồ đoàn được bệnh thành từ thần thảo màu trắng lấp lánh đầy ánh sáng thi thoảng còn có từ âm thanh tụng kinh vang lên nhóm năm người đứng ở một bên kia đều kinh ngạc không thôi đặc biệt là lâm thiên càng lộ vẻ hâm mộ tựa như rất thích chiếc bồ đoàn đó thạch hạo cũng không nhiều lời rồi lăng không tiến tới ngồi xếp bằng lên trên và nhắm mắt nghỉ ngơi trong phút chốc trong lòng hắn chợt chấn động chiếc bồ đoàn này rất kỳ lạ hắn chỉ vừa mới ngồi xuống thì đã khiến lòng trở nên yên lặng, không sầu không lo. Rất nhanh, hắn liền rơi vào cảnh giới không linh tựa như muốn ngộ đạo bồ đoàn này ra sao đây. Hắn âm thầm suy đoán, như là biết hắn đang suy nghĩ gì thì cô gái mắt xanh cười nói, đây không phải là một chiếc bồ đoàn được bệnh từ thần thảo bình thường đâu. Đó chính là thứ được lấy trong động phủ tiên ra đó. Thạch hạo giật mình, hắn biết bên trong cửu tiên thập địa có rất nhiều cơn và có không ít tạo hóa. Tất nhiên sẽ không hề thiếu những cổ động chân tiên chân chính. Nhưng hiện giờ chiếc bồ đoàn mà mình đang ngồi bên trên lại có quan hệ với tiên, việc này khiến hắn khá là giật mình. Rất nhanh hắn liền thoải mái, đồ vật tương tự như vậy cũng không phải là chưa từng chiếm được, năm xưa từ trong tổ côn bằng thì hắn từng mang ra một thứ như vậy. Thế nhưng chiếc bồ đoàn đó đã để cho hoàng điệp nuốt rồi. Đó chính là hành động phá của, nếu bị người khác biết thì chắc chắn sẽ chửi rủa hắn. Đảo mắt đã mấy ngày trôi qua, lúc này ninh xuyên đã tới, trích tiên cũng xuất hiện, thập quan vương tái xuất. Trừ bọn họ ra thì còn có rất nhiều người, không hề dưới 10 vạn. Không hề ít người thế nhưng nếu so sánh với việc tiến vào trong di địa tiên cổ thì vẫn còn quá ít bởi vì lần đi này quá nguy hiểm, là cử tử nhất sinh, không biết sẽ có bao nhiêu người còn sống. Nè, bên này nè, thạch hạo nhìn thấy một tên mập ục ịch trong đám người này thì vẫy tay gọi tới, đó chính là Tào Vũ Sinh. Ngoài ra Thạch Hạo còn nhìn thấy một vài người quen cũ, ví như Phượng Vũ của Thư viện Thiên Tiên, Nguyệt Thiền của Bồ Thiên Giáo, Ma Nữ của Tiệt Thiên Giáo. Các nàng đều tới cả. Ngoài ra cũng có một vài cừu địch tựa như cô Kiếm Vân của Kiếm Cốc chẳng hạn. Khi quan sát kỹ thì trong 10 vạn người này cũng có không ít Tuấn Kiệt có thân phận và địa vị không bình thường. Đội hình rất là hùng dũng. Ta lặp lại lần nữa, lần này hơi tí sẽ bỏ mạng, các ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, hiện giờ rút lui vẫn còn kịp." Một vị trung niên ở trên ngọn núi thấp mở miệng, nhắc nhở lần cuối cùng. Tuy rằng có tiếng xì xào thế nhưng cũng chẳng ai lùi bước. "Được rồi, vậy thì bắt đầu thôi." Trên ngọn núi thấp, một vị trung niên vung tay áo thiên phong cuồn cuộn. Bên trong khu vực không người xuất một luồng ánh sáng lấp lánh hóa thành một đại lộ kim quang trải dài về trước. Chính là con đường này một khi các ngươi bước lên thì chỉ cần kiên trì tiến về trước là có thể tìm được tòa cổ thành kia theo ống tay áo của người này mở rộng thì bên trong cấm khu hiện lên rất nhiều ký hiệu tựa như đã được kích hoạt rất nhiều con đường cổ phủ đầy bụi được mở ra nghênh đón người thí luyện tiền bối con đường này người đã đi qua chưa trích tiên mở lời ta chưa hề đặt chân lên con đường này thế nhưng ta có những biện pháp khác để tiến vào tòa thành cổ kia người đàn ông trung niên đứng trên ngọn núi thấp trả lời câu này vừa ra đã khiến cho không ít người trắng xanh mặt mày ngay cả vị trí tôn này cũng chưa hề đi qua thì bọn họ đi tới để làm gì ta rút lui vừa nãy không hề có ai rút lui thế nhưng hiện giờ liền có tới hơn cả vạn người rút lui không muốn tiến bước còn có ai nữa không tam đại trí tôn đứng thẳng dậy rồi bất nhìn mọi người được nếu như đã không còn ai thì lên đường đi Ba người cùng thi pháp. Mây mù nơi đây lập tức ngút trời, cốt văn tựa như hải dương đưa những người không lùi bước tiến lên con đường này. Thạch Hạo, bên này nè. Tên mập tàu Vũ Sinh hô lớn, nhưng mà hắn liền thất vọng. Sau khi Tam Đại Chí Tôn xuất thủ thì tất cả mọi người đều tựa như mưa rơi, lần lượt đi vào trong cấm khi. Mọi người chia tách rất ít người đi cùng nhau, đều phân tán ở bên trên những con đường cổ này con đường này rộng tới 8.000 dặm dài thì không cách nào tưởng tượng nổi. Nó nối thẳng tới nơi sâu nhất trong khu không người. Có người xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm mà cũng có người xuất hiện ở nơi bắt đầu. Đây là kết quả do tam đại chí tôn liên thủ, vận dụng đại thần thông chia tách mọi người với nhau. Thạch hạo cất bước bên trong khu cổ điện này, hắn cảm thấy chẳng hề giống như trong rừng rậm mà là đang ở trong một sa mạc đầy hoang vu, bởi vì nơi đây quá yên tĩnh mặc cho cổ thụ che trời thảm thực vật xanh um tùm thế nhưng lại chẳng hề có chút tiếng động nào không hề thấy chim chóc chẳng hề nghe tiếng thú gầm thậm chí ngay cả sâu kiến cũng chẳng thấy tăm hơi nơi đây quá kỳ lạ nhưng bản thân đã chân chính đặt chân vào khu vực không người rồi không có người đồng hành ít nhất hiện giờ hắn không hề thấy bất kỳ ai Thạch Hạo mở thiên nhãn cẩn thận đánh giá toàn bộ cảnh vật nơi này, bất cứ dị thường nào đều không bỏ qua, bởi những cục bùn nhão, giọt nước mưa ở trong khu vực này cũng có thể giết chết giáo chủ. A, à, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền tới, ở bên ngoài mấy chục dặm có tu sĩ sợ hãi hét lớn. Thạch Hạo nhíu mày, thân thể chợt động rồi như một vệt ánh sáng dán chặt với vùng rừng núi này, hắn nhanh chóng vụt tới chỗ tiếng hét vừa nãy thế nhưng làm hắn giật mình chính là tuy rằng tiếng hét kia phải tới mấy chục dặm thế nhưng chạy tới mấy trăm dặm sau thì mới phát hiện được. Hình ảnh trước mắt khiến hắn hoảng sợ vô cùng. Bên trên trà cây cổ thủ có tới mười mấy thi thể. Nói chính xác hơn là mười mấy bộ da người đầy khô quát. Cũng không phải là da người bị lóc ra mà là bị thứ gì đó hút cạn máu huyết, làm tan chảy xương cốt nuốt chừng hết cốt tùy nội tạng, chỉ còn lại mỗi lớp da bên ngoài đang bồng bềnh trước gió. Treo lơ lững trên cành cây ánh mắt của thạch hạo đầy lạnh lẽo đó là thứ gì mà lại kỳ lạ như thế thần thức của hắn chưa hề bắt được tuy rằng hắn nhanh chóng lại đây thế nhưng cũng không hề biết tình huống cụ thể ra sao xoẹt đột nhiên một cây cỏ khô lắc lư rồi đâm thẳng về phía hắn thạch hạo né tránh tiếp đó cây cỏ khô kia ầm một tiếng đâm thẳng vào một ngọn núi lớn màu đen cao vút trong mây thành bột mịn thạch hạo xoay người nhìn về một hướng keng hắn rút ra tiên kiếm đại la có thể khiến hắn sử dụng thanh kiếm này thì chắc chắn đã nổi lên sát ý hoặc là một tình huống không hề lạc quan nào đó một nụ cười ghê rợn truyền tới mang theo hàn ý vô tận tiếp đó là một loại cổ ngữ trước người chưa từng nghe ai nói qua loại cổ ngữ này không ngừng vang lên trong rừng rậm và mang theo ác ý vô cùng thạch hạo tuy nghe không hiểu thế nhưng lại nhận biết được thần niệm của nó vượt qua biên hoang thì đã thấy được nhiều đồ ăn như vậy rồi quả là may mắn mà Lời này đại khái là như thế, lúc này Thạch Hạo dùng mình một cái, hắn biết có đại sư xảy ra rồi. E rằng ba đại chí tôn kia cũng sẽ không nghĩ tới, con đường này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, lại có sinh linh ở bên kia biên hoang sông tới đây, đây là một chuyện động trời. Là sinh linh ra sao? Thạch Hạo trừng mắt, cổ thụ liên miên cao tới mấy trăm trượng, những chiếc lá trong suốt, bóng cây lắc lư, rất nhiều dây leo to như vậy nước uốn quanh, trông rất nguyên thủy. Chỉ là quá yên tĩnh. Thạch Hạo tay cầm tiên kiếm đại la, không ngừng đề phòng và đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Bỗng nhiên, nơi xa truyền tới những âm thanh chạy trốn, có người đang tiến tới. Là tu sĩ thuộc Ba Ngàn Châu đang lao nhanh tới đây. "Cẩn thận." Thạch Hạo lớn tiếng nhắc nhở. Sinh Linh vượt qua biên hoang kia không hề ra tay với hắn, mà phát ra một luồng gợn sóng kỳ lạ về phía người đang chạy tới đây. "A!" À, tiếng hét thảm vang vọng người đang chạy tới đó phản ứng không kịp nên mất mạng ngay lập tức thủ đoạn như vậy khiến Thạch Hạo sợ hãi trong lòng. Hắn không hề lùi bước mà nhanh chân vọt tới, bởi vì hắn biết chắc chắn không thể bình yên rời đi mà sẽ phát sinh một trận đại chiến. Nơi đó, bên trên một gốc cây tựa như là cầu long có một sinh linh thân người đầu voi đã mất mạng vẫn như trước kia. Cốt tủy phủ tạng huyết nhục đều bị hút sạch sẽ và chỉ còn sót lại mỗi bộ ra bên ngoài bộ da này dính trên thân dây leo và lượn lờ trước gió. Trên gương mặt đầy vẻ sợ hãi, lại một vị tu sĩ bị ngộ hại nơi đây lại khôi phục vẻ yên ắng, tồn tại khinh khủng kia cũng không có đối phó thạch hạo ngay mà rơi vào lặng yên. Nhưng mà, trong lòng hạo chợt phát hiện có một thứ gì đó đang âm thầm quan sát hắn. Lúc này, da thịt cả người căng cứng, lông tóc dựng thẳng, cảm thấy mình như bị một con dã thú từ thời hồng hoang nhìn chằm chằm, tựa như gặp phải đại địch cảm giác nguy hiểm này khiến hắn lạnh toát toàn thân. tuy rằng đề phòng tột độ, khẩn trương không gì bằng thế nhưng trong lòng thạch hạo lại nặng như đá tảng. chẳng hề xảy ra những việc nguy hiểm như hắn tưởng tượng nếu như sinh vật này đủ mạnh thì sẽ không thăm dò quan sát hắn mà chắc chắn sẽ nuốt chừng ngay. đó là thứ gì thạch hạo nhíu mày, sinh linh này lại có thể ẩn núp trong hư không, mặc dù có thiên nhãn nhưng cũng khó phát hiện được kẻ này. tìm thấy rồi, trong mắt hắn lóe lên tinh quang thiên nhãn thông có thể nhìn thấu hư vọng, bắt lấy bản nguyên, hắn phát hiện ra một chùm đen thui trong hư vô. Nhưng, trong giây tiếp theo thì hai mắt của hắn chợt đau nhói, nơi đó xuất hiện một luồng ánh đỏ tựa như là một cây đinh đâm thẳng hai mắt hắn. Ánh đỏ lóe lên, sinh vật kia biến mất, xoẹt, thạch hạo vung mạnh kiếm thai về sau, đây là một loại bản năng mà thôi, bởi vì sau lưng của hắn lông tơ dựng thẳng. Da gà nổi dày như nguy hiểm đang tới gần. Keng, tia lửa văng khắp nơi, một chùm cốt văn bị tiêu diệt, một chùm sáng do sinh vật kia phát ra đã chặn đứng kiếm thai. Đồng thời một luồng nóng rực phả tới bên ngoài thân của Thạch Hạo. Việc này thật sự rất hiếm, một đòn toàn lực của Thạch Hạo thì tiên kiếm đại la có thể cắt lìa trời cao. Có thể kích nứt bí bảo khắp nơi, thế nhưng lúc này lại bị chặn đứng và bản thân Thạch Hạo lại gặp phải tập kích dưới chân hắn xuất hiện một chùm phù văn, đó là xúc địa thành thốn, hắn nhanh chóng lướt sang ngang, đồng thời một vùng cổ mộc ở phía trước trở thành cho tàn và một ngọn núi lớn nổ tung. Trong hư không, chùm đen kia biến mất, hai hàng lông mày của thạch hạo nhíu chặt, hắn hét lên một tiếng rồi cả người xuất hiện những đốm vàng, mười vạn lông côn bằng lao ra. Tất cả đều do phù văn biến thành nhấn chìm cả hư không này nơi đây nổ tung, 10 vạn cọng lông này tựa như 10 vạn thanh thiên kiếm đánh nát cả hư không. Rốt cuộc thì sinh vật kia cũng vọt lên và lộ ra bản thể, nó tròn vo như quả bóng với đường kính tới một mét, đen thui tựa như bị cháy khét, hơn nữa có có những vết máu. Đó là một con mắt. Khi nó khép lại thì ẩn giấu trong hư không, khó mà phát hiện được. Mà lúc nó mở thì trong con người ấy bắn ra ánh đỏ tựa như ngọn lửa lại như tia chớp có thể phá hủy những vật chất hữu hình ngăn cản ở phía trước. Mà lúc này, lúc nó mở to thì trong nháy mắt toàn bộ trời đất đều là ánh đỏ. Nơi đây bị chùm sáng màu đỏ lòm mang theo một luồng uy nghiêm đầy đáng sợ bao phủ tựa như rơi vào trong địa ngục màu máu vậy. Khà, từ lòng bàn tay của thạch hạo phóng ra một tia chớp vàng óng. Tựa như là một dòng sông dài đang chảy ra ngoài. Bí pháp của lôi đế, trong mắt này dùng cổ ngữ kỳ lạ nói thạch hạo tự nhiên sẽ không hiểu thế nhưng thông qua thần niệm thì có thể hiểu được đại khái ý nghĩa trong đó người cũng biết quỷ con ta biết rất nhiều chuyện đó chồng mắt nói thế ầm chồng mắt mở to sương mù đỏ lòm lan tỏa chặn lại lôi điện đang lao tới đồng thời trong hư không chợt xuất hiện những vết máu đầy kinh khủng hư không xung quanh thạch hạo tựa như bị dồn ép tới mức méo mó từng vệt vết nứt không ngừng ứa máu thạch hạo dùng mình huyết dịch có thể ăn mòn vạn vật này vây khốn hắn ở bên trong trong đó có một ít huyết dịch bắn tới hắn thử dùng ngón tay đụng vào thì cảm thấy vô cùng bỏng rát huyết trì tái hiện diệt trong tiếng gào lớn của tròng mắt thì hư không uốn éo và xuất hiện một cái huyết trì bên trong đều là màu đen với sức mạnh kỳ dị tựa như muốn nuốt trường thạch hạo vào trong hắn rốt cuộc cũng biết vì sao sinh vật này chỉ để lại một bộ da khô quắt bởi vì tất cả đều bị nuốt vào như thế lôi phạt, thạch hạo hét lớn, hai tay kết ấn hiện ra hàng loạt bảo quang trong hư không, đồng thời trong thiên địa không ngừng cuộn lôi điện tựa như là cơn mưa tầm tã đang chút xuống. Tiếp đó, ở trước người hắn xuất hiện một cái lôi trì ẩn chứa hàng loạt ánh chớp, có thái âm hồ quang, có ngũ hành thần lôi, có hỗn độn ánh điện. Đây chính là đại pháp lôi đạo mà mấy lần độ kiếp hắn đã lĩnh ngộ ra, một lần thi triển có thể xuất ra cả một cái lôi trì. Răng rác, ánh điện xèn xoẹt tia chớp như mưa hình thành nên sức mạnh mang tính hủy diệt chống lại ao máu kia. Cuối cùng, hai tòa huyết trì cùng sông về một phía, nơi đó tỏa ra ánh sáng chói lóa. Trong nháy mắt này không một ai thấy được thứ gì, chỉ có lôi điện, chỉ có huyết dịch. Những thứ khác đều bị che mờ. Mãi cho tới khi những thứ này biến mất thì thạch hạo trở nên đầy tà tơi, chiến y bị nổ tung tới nát bấy, những vết thương chẳng chịt cả người đập nát mầy ngọn núi. Cả khu rừng bị hủy không ra hình thù gì cả, mà đây cũng chỉ là dư âm mà thôi, quyết đấu vừa nãy đều diễn ra ở trong hư không cả. Lôi chỉ không thấy đâu, huyết trì cũng biến mất, giữa bầu trời có một con mắt đen thui lơ lửng, vết máu bên trên càng nhiều hơn một chút. Nó không ngừng di chuyển mang theo sát ý lạnh lẽo. Đáng tiếc mà, ta chỉ còn lại mỗi một con mắt này nếu không hàng run rế như người dù có tới hàng vạn hàng ngàn cũng không đủ để cho ta giết. Cổ ngữ tối nghĩa khó hiểu thế nhưng ý niệm lại rất rõ ràng. Nó không cam lòng, cảm thấy ngay cả một sinh linh cấp thiên thần mà cũng không thể giết được quả thật quá mất mặt. Trong lòng Thạch Hạo chấn động, bản thể của nó sẽ như thế nào? Sẽ mạnh ra sao, ngay cả một con mắt mà đã đáng sợ như vậy rồi. Hắn cảm thấy, dù giáo chủ có tới thì hơn phân nửa cũng kém xa bản thể của nó. Lát sau, Thạch Hạo càng thêm sợ hãi hơn bởi vì khi trong mắt này chuyển động thì lộ ra một vết thương vô cùng đáng sợ. Bên trong có một khúc chiến mâu đồng bị gãy và tràn đầy dì xét. Chuyện này, thạch hạo ngây ngốc, nếu không phải thanh mâu đồng kia đã hủy hơn nửa sinh cơ của trong mắt này thì chắc chắn hắn sẽ không thể ngăn cản được. Nếu không phải có thương tích thì ngươi cho rằng có thể làm càn trước mặt ta. À, viên trong mắt kia lạnh lùng nói nếu như thất đại vương giả cái thế vô địch đang chấn thủ biên hoang kia ra tay thì chắc chắn ngươi sẽ không thể xông qua được. Là do thủ hạ của những người đó đã đánh trọng thương à ngươi may mắn đã lọt lưới. Thạch hạo đối thoại với chồng mắt này, thất đại vương giả, đó là nhân vật xa xưa cỡ nào chớ. Vậy mà lại có người nhắc tới, ha ha ha, trong mắt cười lớn mang theo ý lạnh cùng với sát cơ. Trong lúc này thì lòng thạch hạo chìm xuống, chẳng lẽ nói thất đại vương giả đã không còn tồn tại nữa. Tổ tiên của tội huyết được mệnh danh là vương giả vô địch chấn thủ biên hoang, sở hữu công huân cái thế, chẳng lẽ lại chết đi một cách im lìm như vây. Trong lòng thạch hạo chua xót có áp lực và cũng có bi vẫn, tâm tình sụp sôi đan sen đầy mãnh liệt. Cái gọi biên hoang kia cũng sắp không tồn tại nữa rồi, chúng ta sắp qua đây. Tới lúc đó thì thiên hạ sẽ thống nhất, trong mắt lạnh lẽo nói người bớt nói nhảm đi tên sinh linh mạnh mẽ như ngươi mà cũng chỉ có một tròng mắt trốn thoát lại còn bị người khác dùng mâu xuyên thùng suýt nữa thì bị hủy diệt ấy vậy mà còn tưởng toàn bộ sẽ xông lại đây à thạch hạo nói hy vọng sẽ biết được nhiều tin tức hơn biên hoang chắc chắn sẽ phải đánh tan tròng mắt này cười nhạo rồi nhìn chầm chầm về sâu trong khu không người nói thường thế ta như vậy thì không nên ở gần biên hoang mà vùng cấm khu này cũng kỳ lạ thật có chiến mâu bất diệt đâm nhói cả ta lại có chuyện như thế thạch hạo giật này cả mình chính là thanh chiến mâu dì sắt trong vùng cấm khu này đã làm trọng thương tròng mắt bỗng nhiên tròng mắt không nói gì nữa tựa như đang suy tính điều gì tiếp đó là đột nhiên chớp chớp con mắt đỏ đậm tựa như biến máu cuộn trào sát khí càng thêm nồng nặc nó thì thào sau khi bị chiến mâu kia xuyên thủng thì mình chợp mắt chút xíu, để nghỉ ngơi, chỉ cho rằng mới có mấy canh giờ ấy vậy mà đã qua cả vạn năm rồi. Vạn năm? Năm tháng này xa xôi cỡ nào chứ? Viên trong mắt này đã bị thương và vừa mới tu dưỡng đã tới cả vạn năm. Thạch Hạo thở dài, sinh linh bực này quá đáng sợ thực lực mạnh mẽ rất may là nó đang trọng thương do bị chiến mâu đâm xuyên, nếu không sẽ là một hồi tai họa lớn, hôn mê một xí mà đã vạn năm, chẳng thể dùng đạo lý để hình dung nữa. Ha ha, như người nói thì biên hoang không còn tồn tại nữa, xem ra đã theo mây khói rồi, phe các ngươi đã thất bại, không thể qua đây được. Thạch hạo chế nhạo, hy vọng khích đối phương và sẽ hiểu hơn thêm chút nữa. Hiển nhiên, viên trọng mắt này mặc dù bị tổn thương thế nhưng cũng là một con cáo già hoàn toàn hiểu rõ ý của hắn. Nhưng mà nó cũng cũng hề để ý tới, bởi vì nó có lòng tin, cũng chẳng hề nóng nảy gì về chuyện biên hoang cả, nói, xem ra bọn họ đã thực hiện phương án hai rồi. Cũng không có mạnh mẽ tấn công. Ha ha, thạch hạo cười lớn, nhóc con, người đắc ý lắm hả, trong mắt nhìn hắn mang theo sỉ nhục khinh bỉ cùng mới một loại thương hại, nói. Người nên đau khổ thì hơn, bởi vì sau khi thực hiện phương án 2 thì một khi bọn ta tới đây, cái gọi là ba ngàn đạo châu cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Sẽ càng đáng sợ hơn. Người đang nói gì thế? Thạch hạo rất muốn biết tình hình cụ thể. Chờ người chết rồi hãng hay, lúc đó ta sẽ nói cho tàn hồn của người biết. Chồng mắt lên tiếng rồi đập về trước. Thạch hạo hét lớn, vận dụng hết thầy bảo thuật đại chiến với nó. Mấy năm vừa qua, Thạch Hạo một đường tiến mạnh, cũng coi như là vô cùng ngang ngược thế, nhưng trước mặt lại rơi vào ngàn cân treo sợi tóc. Viên trong mắt này mặc dù không đầy đủ thế nhưng lại lợi hại tới mức quỷ quái. Ta không tin sẽ không giết chết được ngươi." Thạch Hạo hét lớn, viên trong mắt kia thì đỏ đậm như máu, toàn thân tỏa ra ánh sáng khiến hư không vạn vẹo sụp đổ chẳng ra hình dạng gì nó càng tức giận hơn, không ngờ lại suy yếu tới ức này, ngay cả một tên tiểu bối cũng giết không xong. keng, đúng lúc này thì thanh mâu gãy đầy rủ sét cắm bên trong tròng mắt chấn động, tiếp đó là tỏa ra ánh sáng hừng hực, những gì đồng bong chóc ra và bên trên xuất hiện một nhóm cổ ngữ rực rỡ. a, à, tròng mắt hét lớn, máu tươi không ngừng ứa ra, toàn thân càng thêm cháy đen, tựa như gặp phải đòn đánh nghiêm trọng. Ta biết ngay mặt tàn binh như ngươi là do tiên khí sau khi vỡ nát lưu lại có ý chí tiên đảo. Nó gào thét, đây cũng chính là nguyên nhân mà nó không cách nào ép thanh chiến mâu này ra ngoài được. Trước sau đâm thẳng vào sâu trong con ngươi. Giết, thạch hạo hét lớn, đồng thời chiến mâu đồng kia cũng rung động khiến cho chồng mắt hét thảm, máu tươi chảy dài. Nó nứt toác và bị chấn thành hai nửa. Chồng mắt nứt toác máu tươi tí tách. Con ngươi đỏ lòm và đầy trói mắt ánh đỏ chiếu giỏi đoạn mâu kia dung lác khuấy trộn như muốn phá hủy đi trong mắt này. hàng loạt các loại bảo thuật của thạch hạo xuất hiện và lao về trước. hắn cảm thấy viên trong mắt này quá nguy hiểm, cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt. xòe máu đen không ngừng ứa ra. viên trong mắt này tựa như là một cái động không đáy, không ngừng trào ra huyết dịch từ đỏ đậm tới đen thui kèm theo đó là khí tức lạnh lẽo. hà thạch hạo kinh hãi trong hư không lại xuất hiện một cái hố đen và nuốt chừng tất cả mọi thứ xung quanh, chính là do trong mắt kia biến thành. Không ngờ nó đã biến dạng hoàn toàn như vậy. Thạch hạo dùng toàn lực chống lại, bảo thuật liễu thần xuất hiện. Mấy chục cành cây vàng óng lao vút ra rồi đánh nứt hư không hồng làm tan dã dạ hố đen ấy. Người biết bảo thuật của nó nữa à? Hiển nhiên, viên trong mắt này rất sợ hãi. Nó đầy lạnh lẽo. Còn người thăm thẳm tuy rằng đã nứt toác ra thế nhưng lại phát sinh hào quang kỳ dị, nó nhìn chằm chằm thạch hạo và lạnh giọng nói, cây liễu kia còn chưa chết đúng không? Ờm, à, đúng lúc này, bên trong tròng mắt tựa như là vực sâu địa ngục đó có một cánh cửa nối liền với một con đường màu máu tựa như muốn thu thạch hạo vào trong. Nó đã động sát cơ, bất chấp hậu quả hồng trấn áp và thu giữ thạch hạo. Chém. Thạch Hạo vung thanh tiên kiếm đại la, kiếm thai phát sáng rực rỡ, những dấu tích bên trên thân kiếm chợt sáng lên. Một người đang phi tiên, xương trắng lan tỏa, mưa ánh sáng khắp nơi đầy sán lạn. Hả, sao thế? Trong mắt kinh hãi, nó phát hiện đoạn mâu gãy cắm trong mắt mình đang điên cuồng quấy phá. Là đang thiếu đốt và tỏa sáng. Có quan hệ với thanh kiếm thai kia. Nó kinh ngạc trong lòng dù là thạch hạo cũng cảm thấy được sự khác lạ cùng với nhịp vung kiếm của hắn thì đoạn mâu đồng kia tựa như thức tỉnh ở mặt trên có một nhóm chữ cổ cũng đang sáng rực theo không trong mắt hét lớn nó cảm thấy sợ hãi ầm à, dấu ấn tiên đạo còn sót lại trong đoạn mâu gãy kia nổ tung thanh tàn khí này đã tự thiêu đốt chính mình và cứ thế phân hủy cùng kéo viên trong mắt về phía hủy diệt máu đen tung tóe, trong tích tắc trong mắt nổ tung, quá nhanh, ngay cả cánh cửa mà nó mở ra cũng nát tan và giải thể toàn bộ. Tất cả hóa thành ánh máu và trở thành khói bụi. Quá đột ngột, việc này khiến Thạch Hạo giật bắn mình. Thanh kiếm thai trong tay đâm về đằng trước vừa khéo nhận lấy phần dư âm vừa nãy. A, à, tiếng kêu thê lương truyền tới rồi sau đó chợt yên tĩnh trở lại, nơi đây khôi phục lại vẻ tĩnh mịch một luồng tàn linh của tròng mắt bay ra rồi đánh thẳng lên trên kiếm thai kết quả chỉ trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi không còn tồn tại nữa hào quang biến mất núi rừng khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có nếu không có những bột bụi của đoạn mâu đồng và máu đen kia thì rất khó khiến người khác tin rằng vừa nãy đã xảy ra một trận chiến nơi đây từng xuất hiện một sinh linh phi thường đáng sợ thạch hạo kinh ngạc nhìn thanh kiếm thai trong tay của mình vật này có gì đó là lạ tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài đây là thứ được lấy từ tiên cổ, là do ngũ quan vương năm xưa đánh mất. Nghe đồn, thanh kiếm thai này là do thiên địa sinh ra từ một cổ quáng trong lòng đất. Thứ này, Thạch Hạo không biết nói gì cả, sau khi suy tính hồi lâu thì mới thu nói lại. Tiếp đó, hắn lại nghĩ tới viễn trọng mắt kia, biên hoang bất ổn, quả nhiên sẽ đại loạn, thế gian này đâu đâu cũng là khói lửa tháng ngày máu chảy thành sông còn không xa nữa. Con đường này, vẫn phải đi. Thạch Hạo thở dài, hiện giờ có suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích mà thôi, việc quan trọng nhất hiện tại là nhanh chóng tăng mạnh tu vi, quật khởi càng tốt. Nếu không, tới lúc đại kiếp nạn đổ xuống thì dù cho hắn có thiên phú cây thế cũng vô dụng mà thôi, chưa trưởng thành thì dù là rồng con cũng sẽ trở thành đục. Tiếp đó, hắn ra sức chạy về trước. Bên trong cấm khu này rất là kỳ lạ, có một số nơi có thể phi hành và cũng có rất nhiều chỗ không biết vì sao lại xuất hiện những pháp tắc kỳ lạ sẽ ép người từ trên vòm trời xuống dưới. Tựa như là đang nhắc nhở rằng, kẻ xâm nhập phải kính để nơi này, không được khinh nhờn, không được bay loạn. Trên đường đi hắn vượt qua không ít tu sĩ. Cũng không phải tốc độ của những người này nhanh nên mới đi trước hắn, mà bọn họ đã được đưa thẳng tới nơi đây, có người cách cả hàng chục, hàng trăm vạn dặm. Nhưng mà, trên đường đi hắn cũng thấy không ít thi thể. Trên người bọn họ chẳng hề có chút thương tích nào mà thay vào đó là nụ cười tươi vẫn nằm trên môi chuyện như vậy hắn cũng không có thời gian để đi tìm hiểu. Ở nơi đáng sợ như vậy mà còn tra xét thì khả năng sẽ đẩy mình vào trong cũng nên. Đột nhiên, phía trước tung tóe xương máu, trên mặt đất có không biết bao nhiêu bộ thi thể. Có thể nói là đã bị diệt sạch toàn bộ. Sau khi tới nơi thì Thạch Hạo dừng lại, hắn rời xa ba ngàn châu cũng chưa tới trăm vạn dặm thế nhưng đã liên tiếp rơi vào hiểm cảnh nên khiến hắn tập trung tinh thần tới cao độ bước chân của hắn chậm lại từ từ cất bước về trước con đường này không thể tránh né được bởi vì bên trên không trung có từng đại tinh màu xanh lam đang lơ lửng cách mặt đất chưa tới trăm trường mà hai bên đường cũng có những đại tinh bị phá hủy rớt xuống những đại tinh này tựa như ngọn núi nhỏ tỏa ánh sáng xanh lam lấp lánh như là ngọc thạch đây quả là một kỳ cảnh mỗi một đại tinh đều tỏa ra phù văn những đại tinh này được cao thù tiệt đại dùng pháp lực luyện chế và hóa nhỏ lại thành một ngọn núi cao rất nhiều đại tinh được sắp xếp ở nơi này, chẳng lẽ là một đại trận à, dù là ai tới đây cũng sẽ hãi hùng khiếp vía, những đại tinh này to lớn tới rợn người. Thạch hạo chuyển bước về trước. Thi thể càng ngày càng nhiều, sắc mặt hắn càng thêm nghiêm nghị hơn, rốt cuộc thì cũng tới được khu vực quan trọng nhất. Tiếp đó là hắn nhìn thấy một cô gái đang bị giam cầm. Từng vệt sáng tựa như là những giải cát không ngừng hạ xuống từ những đại tinh bên trên chúng ép cho hư không vặn vẹo và tỏa ra luồng kiếm khí vô hình. Ồ, thạch hạo ngạc nhiên, kiếm khí này chẳng hề làm tổn hại tới thân thể mà chỉ chảm nguyên hồn, chẳng trách trên đường đi lại có nhiều thi thể chẳng hề có vết thương nào trên cơ thể cả. Đây là một tàn trận cổ đại, mặc dù sự lợi hại đã giảm sút thế nhưng vẫn còn rất kinh người. Dù sao cũng là trận pháp mà vị đại năng vô thượng đã luyện hóa rất nhiều đại tinh rồi bố trí nên. Là nàng. Thạch Hạo nhận ra, đó là một cô gái thân mặc áo xanh, dáng dấp quyến rủ. Tựa như là một bông sen thần đang chập chờn ánh sáng. Đó là Thanh Tiên, cũng tính là một trong những cao thủ trẻ tuổi của ba ngàn châu, năm xưa khi Thạch Hạo từ hư thần giới đang lâm lên đàn đồng tước. Đi vào linh giới của ba ngàn châu thì từng gặp qua huynh đệ của nàng, và lúc đó cũng đã diễn ra một trận chiến. Thanh Tiên là sơ đại của liên tộc với tiếng tam lừng lẫy mạnh hơn cả thiểm điện tử và minh tử, trong phái nữ thì nàng cực kỳ nổi danh, xếp hạng đầu tiên. Nhưng vào lúc này thì nàng không cách nào nhúc nhích mi tâm gì máu. Trên gương mặt xinh đẹp ấy tràn ngập vẻ đau đớn, ánh mắt mờ mịt đi rất nhiều. Thạch Hạo muốn cứu giúp thế nhưng đã chậm. Thanh Tiên khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt sáng rực lên. Thế nhưng cuối cùng chỉ đành nhắm mắt ra đi. Đúng là tàn khốc thật thạch hạo mặt chẳng hề cảm xúc ngay cả người tiếng tăm cả ba ngàn châu cũng chết ở nơi này. Thế nhưng, con đường này nhất định phải đi, hắn xông về trước khống chế các loại bảo thuật để chống trả lại. Bụp, mi tâm của thạch hạo ưa máu vì hắn đã đi tới ngay chỗ giao nhau. Kiếm khí vô hình đó không ngừng nghiền ép và xóa bỏ linh hồn của hắn. Hắn miệng tụng nguyên thủy chân dài và khống chế các loại bảo thuật dùng hết khả năng chống trả cuối cùng thần hồn tuy hơi bị thương thế nhưng cũng coi như đã vượt qua được nơi này. Răng rác, giữa bầu trời có một đại tinh màu lam nổ tung, kiếm khí vô hình đó yếu bớt không còn mãnh liệt như trước nữa. Cùng lúc thanh tiên rớt ẩm xuống mặt đất và rồi từ từ thu nhỏ lại, hóa thành một hạt giống. Niết bàn, thạch hạo giật mình, cô gái này đúng là bất phàm, cũng không hề tuyệt diệt mà lại hóa thành một hạt giống xanh biếc tựa như ngọc thạch. Xin hãy chôn ta ở gần nơi này. Một giọng nói yếu ớt truyền tới, "Ta mang ngươi rời khỏi nơi này thì không phải càng tốt hơn hay sao?" Thạch Hạo hỏi, "Không, đây là đại kiếp nạn của ta và cũng là cơ duyên của ta, ta cảm thấy khí tức của Hỗn Độn Thanh Liên lưu lại. Xin hãy giúp ta, Thanh Tiên Tiền Âm." Thạch Hạo nghe thấy thế thì ngẩng đầu nhìn từng ngôi đại tinh xanh lam bên trên, tổng cộng cũng phải tới mấy vạn ngôi. Tất cả đều do cao thủ cái thế luyện hóa thành. Hỗn Độn Thanh Liên, Thạch Hạo không rõ người ấy không thuộc về kỳ nguyên này thế nhưng từng đạt tới đỉnh cao nhất được xưng là một cây hoa sen giữa trời xanh vạn cổ, xin hãy giúp ta. Ngày khác tất có báo đáp, thanh tiên nói, được, thạch hạo gật đầu chứ không hề lưỡng lự gì cả, việc này quá dễ, lập tức hắn vùi hạt giống xanh biếc này vào trong đất cách nơi này không xa. Sau đó, hắn tiếp tục lên đường. Sau năm ngày, một khu rừng trúc màu tím che kín phía trước, xương trắng che mờ tượng như là tiên cảnh dọc theo đường đi thạch hạo chẳng hề thấy bất kỳ ai chỉ có duy nhất mình hắn ở nơi này khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì khá là giật mình thi thoảng còn nghe được khí tức tiên đạo vùng cấm khu này yêu tà thật vì sao trên đường đi này lại thấy được khí tượng tiên gia chứ thạch hạo vừa đề phòng vừa tiến về trước khi tiến vào trong từ trúc lâm thì thiên địa đột nhiên biến đổi cảnh tượng đại biến hàng loạt hào quang xuất hiện còn có hỗn độn không ngừng cuộn trào đây là một giới riêng sương trắng hờ hững trôi, núi sông xanh tươi tiên cầm bay lượn, thủy thú qua lại. Hoàn toàn thay đổi, đây là một vùng thế giới khác. Thạch hạo nhìn thấy một vài sinh linh đáng lẽ đã biến mất ở kỳ nguyên này, sớm đã trở thành truyền thuyết. Ấu tú kỳ lân, hắn nhìn thấy một thiếu nữ đang ôm một con kỳ lân trắng trong lòng và không ngừng vui đùa với nó. Hắn nhìn thấy một con phượng hoàng hóa thành một thiếu nữ với bảo y năm màu, nàng hạ xuống bên trên một ngọn linh sơn đang phát sáng. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một chàng thanh niên lượn lờ tiên khí, sau lưng là một thanh bảo kiếm được đúc từ tiên kim quang minh tiêu giao tự tại. Vừa đi vừa hát, ta tới nơi nào thế này? Trong lòng thạch hạo chấn kinh cho rằng mình rơi vào ảo cảnh thế nhưng thần giác của hắn lại biết đó đều là cường giả chân chính, không phải là hư vô. Chuyên gì thế này? Chẳng lẽ nói đây là một tiểu thiên địa còn sót lại từ kỳ nguyên tiên cổ, hoàn hảo không chút tổn hại nào còn có người sống từ kỳ nguyên kia? và trùng hợp là hắn phát hiện rồi đi vào nơi này nơi đây tràn ngập tiên vụ trắng xóa từng tòa linh sơn không ngừng phát sáng hàng loạt cổ dược phải tới cả trăm ngàn năm với hương thơm nước mũi thạch hạo có chút bối rối không biết vì sao khi hắn đi về trước thì có người hướng hắn chào hỏi cô gái hóa từ tiên hoàng kia với bờ môi đỏ nhoèn miệng cười nói huynh đài tới từ nơi nào ba ngàn đạo châu thạch hạo đáp lại chưa từng nghe tới khả năng là một động phủ chân tiên à, nàng nhẹ nhàng cười. Xin hỏi đây là nơi nào? Thạch hạo hỏi, tất nhiên là tiên phủ rồi, mênh mông vô tận. Huỳnh Đài cũng tới tham gia thịnh hội à, rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi tới tụ hội, họ đều là những người kiệt xuất nhất của các tộc. Lần giao lưu này khả năng chúng ta đều có thu hoạch cả. Cô gái do tiên hoàng hóa thành nói, thạch hạo há miệng như muốn nói gì đó, tới cùng là hắn đã tới nơi nào vậy? tiếp đó có một vài người trẻ tuổi bước tới chào hỏi lẫn nhau mà chẳng hề đề phòng gì cả tất cả đều rất vui vẻ những người này tựa như không hề tranh với đời vậy thạch hạo có chút không tin nên vuốt ve kỳ lân con trong lòng thiếu nữ nọ tất cả đều là thật cả kỳ lân con trắng này chừng mắt nhìn hắn tựa như không thích hắn làm thế ta là đang mộng về tiên cổ hay là tiên cổ lại xuất hiện thạch hạo ngây người sao lại không ngờ vực được chứ, tới tận đời này mà làm sao có thể nhìn thấy được những sinh linh như vậy. Huynh đài làm sao vậy? Hoàng nữ mặc y phục năm màu quan tâm hỏi. Ta cảm thấy hơi chóng mặt. Thạch hạo vỗ vỗ chán đầu mê muội những thứ mà bản thân thấy quá đáng ngờ, khó giải thích. Hiện giờ là niên đại nào rồi mà còn có thể thấy được những con như kỳ lân trắng này? Hoàng nữ thở ra một hơi rồi nở nụ cười, còn những người khác thì vô cùng kinh ngạc dù là kỳ lân con cũng không ngừng chớp chớp mắt lầu bầu nói tẩu hòa nhập ma rồi bọn họ thân là tu sĩ cho nên làm sao có khả năng sẽ bị hoa mắt chóng mắt chứ trừ phi là trọng thương nếu không khi tinh khí thần tràn đầy tỏa sáng cùng nhật nguyệt thì sẽ luôn luôn ở trạng thái cường thịnh y phục năm màu sáng rực đó chính là một bộ chiến y do chân vũ của phượng hoàng hóa thành bộ này được khoác lên trên người của hoàng nữ tựa như là một lớp lụa mỏng lấp lánh ngay cả những sợi tóc cũng lấp lánh hào quang năm màu da rẻ trắng mịn như tiết cặp mắt to tròn trong veo lông mi dài cong vút đạo huynh chẳng lẽ huynh bắt đầu hợp đạo nên có chút không được khỏe mà cảm thấy chóng mặt nàng trêu ghẹo nói những người khác cũng nở nụ cười ở nơi này không hề có một ai là phàm tục đều có dáng vẻ tiên đạo tất cả đều làm cho thạch hạo kinh ngạc không thôi hắn biết mình đã tới một địa phương không cách nào tưởng tượng nổi thạch hạo ngượng ngùng làm sao hợp đạo được chứ từ này hắn cũng chưa từng nghe qua và lại phương pháp tu hành hiện giờ của hắn cũng tuyệt đối khác với những người này huynh đài ta thấy hơi thở của huynh không giống với bọn ta lắm tu luyện pháp môn cũng khác đã đạt được tiên trùng gì mà có thể hoàn toàn dung hợp với bản thân thế chàng trai lưng mang kiếm được rèn từ tiên kim quang minh nhã nhặn hỏi một loại cổ hòa thạch hạo nhắm mắt nói hắn thật sự không hề biết chút nào về pháp môn của thời đại tiên cổ cho nên cũng chỉ có thể trả lời như thế. Nói thế thì đây khả năng là hỏa chủng mà một vị tiền bối đại năng sau khi chết đi lưu lại rồi. Xem ra một khi huynh đài dung hợp hoàn toàn thì thế gian này lại có thêm một cao thủ siêu cấp nữa rồi. Thanh niên gật đầu, ồ, thanh kiếm trên người ngươi trông rất đặc biệt nhen. Thiếu nữ ôm kỳ lân con trong lòng lên tiếng đồng thời nhìn chằm chằm về thanh kiếm thai từ khi tiến vào trong từ trúc lâm này thì thạch hạo đã lấy ra tiên kiếm đại la dùng để phòng thân sau đó thì móc ở trên người và lúc này cũng đã bị người nhận ra có điểm lạ nhìn rất là quen mắt có người nhỏ giọng nói rất quen à thanh kiếm này lờ mờ chẳng có chút hào quang nào cả trông rất là bình thường hoàng nữ nói trong khi chớp mắt thì hào quang năm màu lấp lánh một luồng uy nghiêm lan tỏa và ẩn chứa vẻ siêu nhiên bên trong những người trẻ tuổi ở nơi này đều quét nhìn kiếm thai vài lần có vài người cảm nhận được vẻ kỳ lạ nên tự nhũ nói thanh kiếm này rất giống với thanh kiếm mà tổ sư từng đề cập qua khả năng đây là hàng dựng những người khác cũng nở nụ cười tươi cũng là vì vũ khí của rất nhiều người là mô phỏng chế tạo theo từ những thanh binh khí của cao nhân tiền bối trước thanh kiếm này của ta cũng là hàng dựng đây bên trong có trộn lẫn sáu lạng tiên kim quang minh mặc dù cũng không ít thế nhưng vẫn còn kém xa so với binh khí của vị tiên vương kia. Chàng trai lưng mang bảo kiếm lắc đầu cười nói, những người khác cũng hồ hởi lên tiếng ai cũng rất từ tốn. Ai cũng không tranh với đời, hoàn toàn không có sự quyết tâm như những anh tài trong các tộc của ba ngàn châu. Trong lòng thạch hạo thở dài, đây mới là tu tiên giả ư. Cảnh sắc an lành, thoát khỏi trần gian, không cầu không tranh, hoàn toàn khác với những tu sĩ mà mình từng gặp qua. Đồng thời, trong lòng hắn cũng rất chấn động, thanh kiếm thai trong tay mình chẳng lẽ còn có lai lịch kỳ lạ khác hay sao? Bởi vì hắn biết thanh kiếm thai này rất thần bí. Nơi này không phải là nơi để trò chuyện, chúng ta đi chỗ khác thôi. Đây là một cuộc thịnh hội, dựa theo những gì những người này từng nói thì sẽ có rất nhiều tộc tới, đều là cường giả. Là nhóm trẻ tuổi đại biểu cho sự kinh diễm trong thế gian, ngoài ra còn có một vài bá chủ sẽ tới đây để giảng đạo thạch hạo nghe xong thì trong lòng mừng thầm bất kể nói gì đi nữa thì cũng phải đi xem một lần mặc kệ có kỳ lạ tới đâu thì cũng phải trải qua mới được bởi vì hắn cảm thấy thứ mà những người này giảng giải tựa như truyền thừa đạo pháp đều không phải là giả vừa nãy chỉ đơn thuần trò chuyện vài câu mà đã có thể làm cho tâm của hắn hơi ngộ ra thứ gì nếu như có thể nghe được cao thủ tiệt đại giảng đạo giải thích những phương pháp tu hành khác lạ này thì chắc chắn hắn sẽ đạt được ích lợi rất nhiều, đáng để đi tham quan. Trên đường đi, những người trẻ tuổi này tụm năm tụm ba trò chuyện, bộ dáng rất là thành thơi, không hề lo lắng gì cả và cũng chẳng hề có phong mang khiếp người. Thạch hạo thầm than, những người này chẳng hề tranh với đời, hoàn toàn khác với những tu sĩ mà mình đã thấy trước đây đến rồi, đây chính là Nam Hải Tử Trúc Lâm, là phủ đệ của một vị tiền bối đại năng. Và cuộc thịnh hội lần này sẽ được cử hành ở nơi này. Một con rắn tám đầu bay tới, mỗi cái đầu đều lớn như ngọn núi nhỏ. Trên lưng của nó có cõng một tòa cung điện bằng ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh. Nó bay thẳng vào trong biển xanh phía trước. Trần Tiên tới rồi, có người kinh ngạc nhìn bóng người biến mất kia. Bong. Tiếng chuông vang vẳng vang lên, một chiếc chuông lớn vút ngang từ phía chân trời và tiến vào trong Nam Hải Tử Trúc Lâm, tiếng chuông rất nhẹ nhàng như muốn người khác ngộ đạo. Tựa như có cảm ngộ cực sâu. Vị đại nhân này cũng tới rồi, quả là làm người khác giật mình mà. Trời ạ, à, Vô Chung đại nhân cũng tới, sao lại như thế? Ai cũng nói đại nhân đang tìm hiểu đại đạo vô thượng, thân thể có một chút vấn đề nên đã ẩn cư không biết bao nhiêu đời rồi. Không nghĩ rằng hôm nay lại xuất hiện ngay cả hoàng nữ cũng mừng rỡ và đầy kích động nàng không ngừng hò hét thể hiện vẻ hoạt bát của một thiếu nữ trong con ngươi tỏa ra hào quang năm màu không còn sự uy nghiêm vốn có trước đó thạch hạo lúc này cũng chấn động vô chung cái tên này hắn chẳng hề xa lạ gì ở ba ngàn đạo châu có tàn chuông của người này hiện tại hắn cảm thấy ngổn ngang không thôi người này vẫn chưa chết hiện tại đang trú trong một khu tiên phủ và hiện giờ chân thân sẽ xuất hiện sao hắn cả ngày càng chờ mong, Thạch Hạo cảm thấy, có thể tiến vào Nam Hải Tử Trúc Lâm này thì quả là một hồi vận may to lớn, dù nói gì thì có lẽ hắn sẽ hiểu rõ một chút bí ẩn nào đó. Biển xanh vô ngần, mênh mông vô bờ tựa như là một khối ngọc thạch xinh đẹp khắc thành, có ánh sáng lộng lẫy lấp lánh, mà bên trên mặt biển lại lượn lờ xương trắng. Khí tức tiên đạo ngập tràn. Tốt thật! Thạch hạo than thở, đây là thánh địa để tu luyện, nếu tọa quan ở đây thì chắc chắn tốt hơn hẳn bất kỳ đâu của ba ngàn châu, nơi đây khiến lòng người an lành. Bọn họ từ từ bay về trước, sau đó không lâu thì thấy từng cây trúc tím cắm rễ trong biển xanh, mỗi một cây đều to lớn và tươi tốt. Thạch hạo trợn tròn mắt, đây đều là những cây trúc ư. Quá to lớn, tất cả đều cao như núi vậy. Quan trọng nhất chính là tất cả đều mọc dài trong biển, dễ cây cắm sâu dưới đáy biển, hơn nửa thân cây mới lộ lên trên mặt biển. Tất cả đều cứng rắn dựng thẳng, những cơn sóng biển dập rào không cách nào đẩy ngã được chúng đây là nam hài tử trúc lâm. Quá thơ mộc thạch hạo chưa bao giờ thấy cây trúc nào như vậy. Dõi mắt nhìn ánh tím khắp nơi, mỗi một cây tựa như được đốt từ từ kim lấp lánh dạng người, mỗi một đốt trúc đều được phân biệt rõ ràng. Những chiếc lá không ngừng tỏa hơi tím đúng là một nơi tốt thật thạch hạo lần nữa thầm khen biển xanh vô ngần cự trúc tím liên miên cảnh tượng hùng vĩ linh khí mịt mờ khuếch tán vẻ đẹp khiến người khác không thể không thán phục ồ oh, đó là một con rồng à thạch hạo chỉ về phía ngoài khơi hai mắt mở to đầy giật mình nơi đó hiện lên sóng lớn tựa như bị một cây búa lớn đánh tan sang hai bên bọt nước văng tung tóe hình thành nên một con đường dưới nước nơi đó có một con bạch long vượt sóng tiến tới cặp sừng như cây lớn đầu rồng như núi cao mang theo long khí kinh thiên lại đây nó không phải là rồng đâu mà là bạch giao quân vương chỉ thiếu chút nữa là có thể lột xác hoàn toàn thế nhưng nó cũng rất mạnh thanh niêm lưng mang bảo kiếm tiên kim quang minh giải thích nơi này tốt thật thạch hạo lẩm bẩm chỉ thiếu chút nữa là đã có thể thấy được sự hiện diện của rồng thế giới này chắc chắn sẽ không thiếu chân long trên thực tế khi hắn quay đầu nhìn lại thì cảm thấy rất thích thú bởi vì bên cạnh hắn có một hoàng nữ và có cả kỳ lân con trắng như tuyết này rất nhanh đám người thạch hạo xuyên qua từ trúc lâm và đi vào nơi sâu nhất của nam hải rốt cuộc cả đám đã thấy được lục địa đó là một đạo thổ với hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von bốn phía đều là biển xanh còn có từ trúc lâm cao chót vót ở giữa lại là một tòa tiên đài một nửa của tòa này lơ lửng trên không trung xương trắng ngập tràn tiên khí bốc hơi không cách nào diễn tả được vẻ thánh khiết của nó. Quả đúng là động phủ chân tiên, Thạch Hạo cũng chỉ có thể cảm thán như vậy. Những người khác lộ vẻ kỳ lạ, biểu thị vẻ không hiểu. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ thì đây vốn là nơi ẩn cư của một vị tiên nhân, là động phủ của người này, vậy thì có gì đáng kinh ngạc chứ? Thạch Hạo lúng tủng nở nụ cười, trong lòng tự diễu bản thân, hắn tới từ ba ngàn đạo châu cơ bản chưa hề gặp qua trường sinh giả tiên thì cách hắn quá xa vời ở đây, hắn nhìn thấy dị tượng như vậy thì đều là xuất phát từ bản năng cho nên không cách nào bình tĩnh được. Trên đảo đã tới rất nhiều người, có nam có nữ, có già có trẻ, ai cũng nhã nhặn. Chẳng có sát khí, không hề tranh chấp, mọi người mỉm cười chào nhau, chuyện trò rất là hăng say. Trên đảo có rất nhiều bàn bằng thạch bên trên để giày trái cây cùng rượu ngon. Sườn trắng lượn lờ chưa tới đầu gối, hoa sen nở rộ cắm rễ trong hư không, bất luận là lá hay là hoa đều là màu vàng óng, vô cùng bất phàm. Ở đây... Thần lộc năm màu đội một chiếc mâm ngọc ở trên đầu và từ từ dâng trái cây, vượn trắng rất là từ tốn đứng cạnh rót rượu cho mọi người. Dù thế nào thì đây cũng là một buổi thịnh hội của chân tiên. Rời xa náo động của thế gian, nếu có thì cũng chỉ là một thứ vẻ đẹp xuất thế. Đây mới chính là tu tiên giả thạch hạo thầm than hắn đột nhiên cảm thấy muốn được như những người này rất muốn ở lại mãi nơi này không rời khỏi nơi đây bỗng nhiên tiên hà sáng rực dáng lành ngàn vạn bên ngoài nam hải có một con đường từ kim nhanh chóng kéo dài tới đây từ phía ngoài trải dài vào trong đảo một vị trung niên mờ ảo không rõ hình dáng thế nhưng lại có một luồng uy nghiêm đang bước trên con đường từ kim tiến lại rất nhiều người đứng dậy nghênh đón từng tiếng kinh hô vang lên lục đạo luân hồi tiên vương tới thiếu nữ ôm kỳ lân con khiếp sợ tựa như không nghĩ tới người này cũng sẽ tới rất nổi dai ngà thạch hạo hỏi ngươi còn là người tu hành không thế ngay cả vị tiên vương này mà cũng không biết thiếu nữ lườm hắn một cái thạch hạo không nói gì cả quả thật hắn không biết nhưng rất nhanh con mắt của hắn liền trợn tròn trên đỉnh đầu của vị tiên vương đó có lơ lửng một món pháp khí hoặc có thể nói là pháp khí đã bị vỡ vụn thành mấy miếng lúc này khiến tâm thần hắn chấn động kịch liệt luân hồi bàn trong lòng hắn thầm run lên lúc ở hạ giới thì hắn từng thấy qua chàng trai với ngọn lửa thần bí kia sở hữu một miếng nhỏ luân hồi bàn này mà trên đỉnh đầu của người này lại có tới mấy miếng nhỏ luân hồi bàn là do người này luyện chế thạch hạo trợn tròn mắt chủ nhân của món chí bảo ở thượng giới lại xuất hiện nơi này cứ như là một giác mộng vậy những món trí bảo hỗn độn này cái nào chẳng có lai lịch to lớn tất cả đều có quá khứ kinh người không cách nào có thể tái hiện lại truyền kỳ của bất kỳ món nào hôm nay có thể nhìn thấy chủ nhân của những món này quá khó tin lục đạo luân hồi tiên vương vẫn còn đang nghiên cứu đại đạo của mình lý tưởng của người quá cao vời không biết có thể thực hiện được hay không hoàng nữ nhẹ giọng nói nhất định sẽ được lục đạo luân hồi tiên vương kinh tài tiệt diễm khí phách to lớn người nếu muốn nghiên cứu luân hồi thì chắc chắn sẽ thành công thiếu nữ ôm kỳ lân con trong lòng chớp chớp mắt vẻ mặt đầy sùng bái ngay cả kỳ lân con cũng mở to mắt hai chân trước khép chặt lại biểu thị tán đồng lục đạo luân hồi tiên vương vô cùng tài giỏi không hề thấp hơn với vô trung đại nhân cho nên chắc chắn sẽ có một ngày kia thanh niên lưng mang bảo kiểm cũng nói theo hai dù là luân hồi bàn mà chính người luyện chế cũng đã bị chia năm xẻ bảy là do chính mình phá hủy chỉ sợ người quá tập trung mà đẩy tương lai mình vào trong có người đứng bên cạnh lo lắng nói thạch hạo nghe những lời này thì lòng chập trùng quá chấn động có người đang nghiên cứu luân hồi mà thế gian này vốn chẳng hề tồn tại dù nói gì đi nữa hôm nay hắn tới nơi đây dù không đạt được gì thế nhưng chỉ cần biết được nhiêu đây bí ẩn là quá đủ rồi ngọn lửa hừng hực vầng thái dương trên trời cao lao nhanh tới nam hải tử trúc lâm ánh sáng của nó vô cùng mãnh liệt khiến cho nước biển đều bốc hơi cả tên lão già kia tồn tại cùng thiên địa già cái đầu rồi mà còn như đám nhóc nghịch ngợm thế à bên trong tử trúc lâm có người cười nói giữa bầu trời truyền tới tiếng cười ha hà vầng thái dương vàng óng đó hóa thành một con kim ô vẻ hừng hực đều thu lại và rồi từ trong hư không bay tới sau cùng hóa thành một ông lão với bộ đạo bào vàng óng nhìn kìa vì lão tới nơi này cho nên trên trời cao không còn ai quản lý nữa thiên địa mờ ảo hóa thành đêm đen hết cả rồi có người tức giận không sao con kim ô này ấn tay một vệt kim quang bay vút lên trời cao và hóa thành một vầng thái dương lần nữa chiếu sáng vạn vật đây là thần thông tiệt thế một chỉ điểm ra liền hóa thành một mặt trời thạch hạo thấy thủ đoạn như vầy liền tê dại không biết nói ra sao cả Đám người trẻ tuổi liền tụ lại cùng nhau và thảo pháp luận đạo, Thạch Hạo ngạc nhiên phát hiện cách tu luyện của hắn hoàn toàn khác cho nên chẳng hề hiểu bọn họ đang nói gì cả. Hệ thống khác nhau, trừ phi tình cờ nhắc tới những bí thuật kia. Nếu không cứ luận về con đường phải đi thì hoàn toàn không phù hợp với những gì hắn biết. Những người này muốn tu hành được thì nhất định phải có tiên trùng và dung hợp vào trong cơ thể. Sau đó dựa vào thứ này để mở ra con đường tu hành của riêng mình đạo huynh tại sao ngươi không thảo luận vậy thanh niên mang bảo kiếm sau lưng hỏi thạch hảo cười khổ nói thật lực ta thấp kém cho nên cứ lắng nghe là được rồi lúc này thì hắn cũng đã hiểu rõ vì sao pháp của liễu thần còn có pháp của thập hung tất cả đều là bảo thuật thế nhưng lại rất khó lưu lại cách tu hành cụ thể bởi vì hoàn toàn khác với những pháp môn ở thế giới của thạch hảo những người như liễu thần không nói dù sao đã sinh sống tới hai kỷ nguyên cho nên đã tìm hiểu được con đường hòa quyện giữa hai bên đã hòa hợp với pháp hiện tại của thế giới mình mà đạo thống của những người này lại quá phiền phức khó hiểu thạch hạo thở dài không học pháp môn của những người này thì không cách nào có thể hòa hợp được càng đừng nói là thảo thuận đạo huynh kiêm tốn quá rồi ta thấy ngươi cũng đã có khí tức tiên đạo sớm đã tu luyện thành công vì sao lại nói như thế chàng trai mang bảo kiếm chân thành hỏi ở nơi này tuy rằng ai cũng có thân phận phi phàm, đều là tinh anh mạnh nhất của tộc mình thế nhưng ăn nói lại rất lễ độ, không phải là hạng người vênh váo, càng đừng nói tới việc xem thường người khác. Thạch Hạo cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Những người này đều rất khiêm tốn, đây thuần túy là luận bàn và giao lưu. Con đường của ta có chút đặc biệt." Thạch Hạo nói, "Hì hì, chúng ta tỉ thí một chút được không? Xem thử ai mạnh hơn." Thiếu nữ ôm Kỳ Lân con trong lòng nói được chúng ta cùng nhau quan sát. Đúng đó, lúc nữa mấy vị đại nhân sẽ giảng đạo rồi, nhân lúc hiện tại chúng ta nên luận bàn một phen. Hai bên vừa chạm thì ngừng là được rồi. Đám người đều rất chờ mong, thúc giục bọn họ động thủ. Được rồi, cô gái kia cũng đáp ứng đầy sảng khoái. Thạch hạo cũng không trần trừ mà tiến về cùng giao thủ với nàng. Xoẹt, thiếu nữ điểm ra một chỉ, ngón tay phát sáng và lao ra một hạt giống, nó từ từ mọc rễ nảy mầm trong hư không, khí tức bồ điển và thần bí lan tỏa. Ồ, thạch hạo kinh ngạc, pháp môn mà đối phương đánh ra có chút khác lạ, đó không phải là một hạt giống thực vật thật sự mà là một hạt đạo trùng, nó diễn biến ở giữa không trung và rút lấy sức mạnh của hư không. Tiếp đó là phóng ra khí tức đại đạo, xoẹt. Trong nháy mắt này, hắn bắn ra một tia chớp đơn giản và dứt khoát nhưng đạo chủng của cô gái kia cũng rất là đặc biệt, nó phát triển và rồi nở hoa. Tiếp đó trở thành một tòa tháp vang lên những tiếng yếu ớt rồi đánh tan những tia chớp kia. Tiếp nè, thạch hạo kinh ngạc vừa nãy hắn không hề dùng sức cho nên giờ gia tăng thêm chút lục. Lần xuất thủ tiếp theo, hàng loạt ánh điện cuốn theo từng ngôi sao lớn lao tới. Tất cả đều do lôi điện biến thành với uy lực bất phàm. Sao ngươi lại chú trọng ở phương diện bảo thuật rồi quên mất bản chất của đại đạo? cô gái kia không rõ. Nàng cũng đang xuất thủ, trong nháy mắt một giải hào quang bay ra và ngưng tụ thành một hạt tiên trùng, kế tiếp nó vẫn là tách và tan rã tựa như là một thực vật vậy. Một quả trái cây với hình thể là chiếc chuông hình thành. Bong, chuông lớn ngân vang chấn cho thời gian xung quanh hỗn loạn, thứ này quấy phá lấy tia chớp và dẫn dắt vào trong thời gian rối loạn. Thạch hạo khá là giật mình cuối cùng hắn cũng hiểu rõ được ý của cô gái đó đối phương không phải xuất phát từ góc độ bào thuật mà là khống chế thẳng đại đạo đây là hệ thống của tiên cổ ư hiểu rõ bản chất của đạo nhất không thiên về biến hóa đơn giản nhưng lại thẳng thắng mà đời hiện tại bình thường đều bắt đầu từ thuật sau cùng thì mới lý giải về đại đạo con đường của đôi bên khác nhau hoàn toàn uy lực của bào thuật to lớn vô cùng cái gọi là bảo thuật chính là diễn dịch đạo tới mức tận cùng, hóa đạo để bản thân sử dụng, là tái sinh, là lột xác. Mà con đường của tiên cổ lại là bắt thẳng lấy đại đạo. Quy lực rất mạnh thế nhưng lại có rất ít biến hóa. Đương nhiên, đây chính là chỗ khác nhau giữa hai bên. Trên thực tế, hai hệ thống tu luyện này có rất nhiều chỗ khác biệt. Trong thời gian ngắn Thạch Hạo không cách nào hiểu nhiều được thú vị đạo pháp mà đạo huynh triển khai lại được tạo thành từ hoa văn kỳ lạ nào đó hoàn toàn khác với đạo phù mà chúng ta sử dụng rất là hấp dẫn ta có thể thỉnh giáo một chút được không bên cạnh cũng có người lên tiếng thanh niên mang kiếm sau lưng tiến lên hắn rất muốn luận bàn cùng với thạch hảo phù văn của các người cũng rất là đặc biệt ta cảm thấy đây tựa như là những ký hiệu bản nguyên được khắc lại từ trong thiên địa không phải có mánh khóe đặc thù thì không cách nào sử dụng được Thạch Hạo hỏi dò, à ơ, đúng rồi, phải cần có truyền thừa tiên chủng lẽ nào pháp của đạo huynh không phải như thế? Tiếp đó, thanh niên cầm bảo kiếm được luyện từ tiên kim quang minh luận bàn với Thạch Hạo. Song phương quyết đấu ở phương diện đạo pháp rất là từ tốn, không có mảng sống chết, tất cả chỉ vừa chạm thì dừng. Ngươi đã tu ra ba luồng tiên khí. Hoàng nữ kinh ngạc ba luồng tiên khí lập tức khiến mọi người ở nơi này kinh ngạc theo như hiểu biết của bọn họ về những người cùng thế hệ với mình nếu sinh linh nào có thành tựu như vậy thì vô cùng ít ỏi nhưng dù cho thạch hạo tu ra ba luồng tiên khí thì cũng không có tạo nên sóng gió gì cả bởi vì trong nhóm người này cũng có người như thế việc này lần đầu tiên khiến thạch hạo cảm thấy những người nơi đây rất siêu phàm mạnh mẽ quá mức hơn nữa hắn cảm nhận được hoàng nữ cũng chẳng hề tầm thương tựa như cũng đã tu ra ba luồng tiên khí. Hai người luận bàn thạch hạo hơi hơi nhìn thấy được áo nghĩa của bảo thuật thiên phượng mà nàng triển khai từ đạo phù tiên trùng của mình. Việc này khiến hắn giật mình không thôi. Tiếp đó thạch hạo vững tin hoàng nữ đã tu ra ba luồng tiên khí. Tuyệt không phải là ảo giác, người cũng tu ra ba luồng tiên khí. Thạch hạo hỏi, ta từng tìm được một tấm mô hình vũ trụ sao rồi luyện hóa dùng hợp vào trong cơ thể mình biến nó thành tiên trùng của ta, và rồi tu thành ba luồng tiên khí cũng không có vấn đề khó thế nhưng ngươi lại làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không cách nào nhìn thấu được, hoàng nữ nhìn hắn nói, sao, hình thức ban đầu của vũ trụ. Thạch hạo nghe thấy lời ấy thì lòng run lên, hắn nghĩ tới một chuyện ở trong di tích tiên cổ, lúc ở trong khu tiên dược viên và bạch quy đà tiên từng nhắc tới tiểu tiên vương kia. Chỉ cần tu ra hai luồng hay ba luồng tiên khí thì có thể thành công thông độ lôi kiếp vào lúc ấy con đường của tiểu tiên vương kia rất giống thạch hạo là một con đường vô cùng khó khăn sau cùng hắn chỉ đành tiếc núi bỏ mình dã tràng xa cát mà trong quá trình ấy tiểu tiên vương từng nhắc qua có người từng dùng thế giới thụ làm tiên trùng có người dùng mô hình vũ trụ làm tiên trùng tất cả đều tu thành ba luồng tiên khí trước mắt thạch hạo lại nhìn thấy một ví dụ đang còn sống sờ sờ hoàng nữ chính là một người luyện hóa mô hình vũ trụ với lại bản thân còn tận mắt nhìn thấy nữa khả năng đây chính là người mà tiểu tiên vương nhắc tới hay là một người khác đã bước lên cùng một con đường thạch hạo hơi không rõ bầu không khí tiếp đó rất là sôi nổi thạch hạo cùng nhau luận bàn quyết đấu trò chuyện với mọi người chỉ là hệ thống giữa đôi bên khác nhau cho nên rất khó lý giải áo nghĩa tinh thâm của đối phương nhưng chỉ cần xác minh như thế thì cũng là những hướng dẫn rất tốt rồi Rõ ràng, khoảng thời gian này rất là vui vẻ, có nhiều cao thủ như vậy thế nhưng lại rất hồ hởi, không tranh chấp. Chỉ có thảo luận, thạch hạo giao lưu với bọn họ, đôi bên đều đạt được thứ mình muốn. Ồ, sao các đại nhân vẫn chưa có giảng đạo nhì có người sực nhớ tới? Ha ha, thấy các ngươi đang vui vẻ thảo luận cho nên chúng ta sẽ dành thêm chút thời gian nữa, cứ bàn luận tiếp đi. Xa xa có một ông lão cười nói. Tiếp đó, một vị tiền bối nói cho bọn họ biết mọi người cứ việc luận đạo không cần lo lắng tới vấn đề thời gian làm gì bởi vì mấy vị đại nhân vật cũng đang thảo luận một vài áo nghĩa vô thượng nên cần chút thời gian cứ thế thạch hạo nán lại ở nam hải từ trúc lâm tới nửa năm trong lúc này hắn cũng đã kết không ít bằng hữu nói chuyện cười đùa rất là vui vẻ mấy vị đại nhân vẫn chưa tới nữa có người hỏi à mấy vị đại nhân đang thảo luận những vấn đề về thời gian và luân hồi gì đó Vô Trùng đại nhân cảm thấy mình như có thể nhìn xuyên dòng sông lịch sử và thấy được một chút ở tương lai, con đường của người không được đầy đủ, chung sao, không phải đại viên mãn của người. Còn cần phải thủy sao nữa. Mà Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đại nhân đang suy tính về tính khả thi của luân hồi nhân thế. Sao, chung cuối cùng, chung kết, Thủy bắt đầu sơ khai. Chính xác những tin tức này có tính chấn động rất lớn trung không phải là đạo viên mãn cần phải thủy lẽ nào vô trung địa nhân muốn thay đổi tên gọi à ha ha hiển nhiên bầu không khí nơi đây rất là thoải mái ngay cả những tiểu bối cũng dám lấy chuyện này để pha trò cười thoáng một cái đã qua mấy tháng thạch hạo có thu hoạch rất là lớn hắn trở thành hảo hữu với vài người ví dụ như là hoàng nữ thanh niên lưng mang kiếm cô gái ôm kỳ lân con nếu cứ thế rời đi thì hắn có chút không muốn hai đạo huynh lần từ biệt này khả năng sẽ là vô tận năm tháng, không biết ngươi có thể nhớ chúng ta hay không? Thanh niên mang kiếm buồn bã nói. Đúng đó, có thể đây là lần gặp cuối cùng. Sau này vĩnh viễn không thể gặp lại, ta chẳng muốn chút nào. Hoàng nữ xa xăm nói, trên người lượn lờ ba luồng tiên khí. Hu hu, đúng là buồn thiệt mà chúng ta phải đi rồi. Thiếu nữ ôm kỳ lân con nức nở nói. Thạch hạo kinh ngạc chuyện gì thế? Mọi người. Biết ta không thuộc về nơi này, hay là mọi người không thuộc về nơi này? Thạch hạo lên tiếng, không muốn giấu giếm gì nữa. Những người này, ai cũng đều là nhân kiệt. Đều là thiên kiêu chí tôn, thế nhưng thạch hạo lại cảm thấy rất xa cách tựa như lúc nào cũng có thể từ trần. Mọi người, hắn hét lớn một tiếng. Thật là khó khăn mà. Hoàng nữ thanh niên còn có cả thiếu nữ kia thở dài, những người khác thì tiến lên vỗ vỗ bả vai của thạch hạo đến cùng là đang xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta biết được hay không?" Thạch Hạo hét lớn, những người này tuy rằng đang ở ngay trước mắt nhưng thực ra lại rất xa vời. Ở chung với nhau đã được vài tháng nên khó mà dứt bỏ được. Trong lòng Thạch Hạo dấy lên cảm giác khó chịu và đầy chua xót. Hắn có loại trực giác sẽ chia cách sẽ biệt ly, hơn nữa sẽ là vĩnh biệt. Ở đời này hắn sẽ không thể nào gặp lại nữa. Tại sao lại như thế? hắn không biết đây là một phủ đệ của tiên gia đầy kỳ bí những người này đều là thật ư hay là hắn đang mơ và trở về tiên cổ chỉ là trong phút lơ đãng tình cờ gặp phải nhau gặp lại sẽ có ngày gặp lại biết đâu một người trong chúng ta sẽ gặp lại ngươi trong chốn hồng trần thì sao tuy rằng việc này rất là viễn vông thế nhưng trong vạn cổ thì luôn luôn có một tia may mắn cũng khó mà nói được thanh niên lưng mang bảo kiếm trịnh trọng nhìn thạch hạo tiếp đó hắn xoay người đi về nơi sâu của hòn đảo và rồi bóng lưng dần dần mơ hồ chúng ta cũng đều là trí tôn trẻ tuổi không hề thua kém bất luận người nào thế nhưng thật là đáng tiếc mà không cách nào mặt đối mặt được thân thể thật gặp nhau nữa chúng ta sẽ tan vào gió sẽ lẫn vào trong bụi trần của thiên địa này để theo dõi sự huy hoàng những chiến tích của các ngươi lại có một người bước tới và nói lời từ biệt với thạch hạo cố gắng sống sót nỗ lực không nên khiến bản thân chết trận quá sớm hoàng nữ cũng tới nàng mang theo nụ cười cùng với vẻ không cam trong mắt hơi rưng rưng lệ nóng ta khổ quá đi mà ta phải đi rồi không thể gặp nhau lần nữa thiếu nữ ôm kỳ lân con đau buồn nói thạch hạo thẫn thờ những người trước mắt đều sống sờ sờ mấy tháng quây quần bên nhau giao tình đã có cảm tình càng nhiều thế nhưng sẽ hoàn toàn chia cách không bao giờ gặp lại nữa là vì sao hắn như kẻ mơ không biết tình huống thế nào xin mọi người hãy nói cho ta biết là vì sao thạch hạo nắm chặt lấy cánh tay của hoàng nữ rồi lại chạy nhanh về trước kéo thanh niên lưng vác bảo kiếm tiếp đó vọt tới thiếu nữ ôm kỳ lân xem kìa họ tới rồi thanh niên lưng mang kiếm chỉ về nơi xa nơi đó có một con mắt đầy dữ tợn và to lớn như núi mở to trong hư không, vị trí đó, những khúc xương lớn từ trong trời đâm lại, xương mù màu xám ngập tràn được phun tới từ trong vũ trụ. Trong nháy mắt, khu tịnh thổ đầy an lành bị xâm nhiễm và trở thành màu cho tàn, một lát sau thì tiếng giết rung trời. Một chiếc vảy màu đỏ lòm hạ xuống và xuyên thùng đất trời, bụp. Mấy vị trí tôn trẻ tuổi này bị xuyên thùng, mặc cho bọn họ gầm hét dữ dội pháp lực cuộn trào thì cũng không cách nào ngăn cản được đòn đánh này răng rác một cây dây leo từ trong vũ trụ hạ xuống rồi nghiền ép núi sông nam hải từ trúc lâm dạn nứt biển xanh bốc khói mấy vị trí tôn trẻ tuổi dùng hết khả năng chống trả nhưng vẫn bị đánh nát bấy trong số đó có mấy người mà thạch hạo rất quen thuộc mấy tháng nay không ngừng chuyện trò tìm hiểu lẫn nhau giao tình sớm rất là sâu đậm nhưng kết quả lại chết đi a à thạch hạo hét dài hắn dùng hết khi lực oanh kích về giữa trời cao hắn xuất thủ hắn muốn ngăn lại tất cả những thứ này muốn cứu vãn lại mọi chuyện mau xuất thủ mau ngăn lại thạch hạo gào thét nhìn về các đại nhân vật bên trong tiên phủ kia nhưng lát sau trái tim của hắn như nguội lạnh lục đạo luân hồi tiên vương sớm đã vận dụng luân hồi bàn để chiến đấu với một cường giả không biết nào đó nơi chiến trường đó tựa như đang có luân hồi nhân thế đang được triển khai từng hình ảnh không ngừng thay đổi còn có vô trung đại nhân cũng đang xuất thủ chuông lớn ngân vang đánh gãy dòng sông thời gian quấy phá dòng chảy của thời gian làm cho nơi đó trở nên mịt mù những nơi nào mà tiếng chuông đi qua thì vạn vật đều giết nhưng lại có cường giả kinh khủng lao tới tranh đấu với hắn người này đánh mạnh lên thân chuông khiến nó chấn động liên hồi không ngừng vang vọng chuyện gì thế vì sao lại phát sinh chiến đấu đột ngột như thế thạch hạo không hiểu hơn nữa những công kích của hắn chẳng tạo nên một chút sóng gió gì không thể thay đổi thứ gì hắn tựa như là một kẻ ngoài cuộc đang qua lại trong các hình ảnh nơi đây cảnh tượng vô cùng chân thật tiếng hét giận giữ chấn cho màng nhĩ hắn đau đớn những giọng gào chém giết đầy bi tráng khiến máu nóng hắn sục sôi theo nhưng hắn không cách nào hòa chung vào không cách nào nhập vào dòng người tựa như bị chia tách khỏi thế giới đó vậy phụt cách đó không xa thiếu nữ ôm kỳ lân trắng bị một làn sương mù màu xám bao phủ bên trong có một con mắt đỏ tươi sáng rực toàn lực giết về nàng ánh máu bắn tung tóe con mắt của thạch hạo đỏ bừng thiếu nữ này mặc dù nghịch ngợm thế nhưng lại rất ngoan hiền sao lại gặp nạn như vậy chứ hắn tức giận xuất thủ đánh về trước thế nhưng chẳng hề có bất kỳ tác dụng nào hắn tựa như là người ngoài cuộc vậy. Ngươi, có thấy không? Đây chính là kết cục của ta, nói là sẽ gặp lại thế nhưng khả năng sẽ không gặp được đâu. Sau khi khói xám tan hết thì hai mắt của thiếu nữ đó đầy thất thần. Hai tay vô lực ôm kỳ lân trắng đồng thời lớn tiếng hét lớn, tiếp đó là rớt ẩm xuống mặt đất bên dưới. Tại sao? Nói cho ta biết nhanh lên. Cặp mắt đỏ bừng và ướt nhẹp của thạch hạo nhìn chằm chăm nàng. Nhìn chầm chầm những người thân quen nơi đây. Chỉ vì để ngươi có thể thấy được đôi chút kết cục của chúng ta mà thôi, thấy được sự tàn khốc của tiên cổ, ngươi phải chuẩn bị thật kỹ càng. Tương lai ngươi sẽ nghênh chiến bọn họ đó. Thiếu nữ không ngừng ho ra máu, khó khăn mở miệng nói. Mọi người, mọi người. Chiến ý của hắn dâng tào nhìn chầm chầm chiến trường, quá thê thảm. Thời gian không bao lâu mà cả tiên phủ đầy thánh khiết này đã bị nhuộm đỏ như máu. Chúng ta không cam lòng mà có người thầm than, hắn là một trí tôn còn rất trẻ tuổi. Hắn là một trong những người đã tu ra ba luồng tiên khí thế nhưng vẫn bỏ mạng, chết ở nơi này. Ha 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 ha, thanh niên lưng mang bảo kiếm cười lớn, cặp mắt sớm đã ngấn lệ. Tay cầm thần kiếm ra sức chém giết miệng sâu thảm nói, kỳ nguyên tiên cổ sẽ đóng lại, chúng ta không cam lòng. Chúng ta vẫn chưa có trưởng thành hoàn toàn cho nên không cách nào sánh vai quyết chiến với các vị tiền bối. Người đã thấy chưa còn nghi ngờ gì nữa không? Hoàng nữ buồn bã nhìn Thạch Hạo. Ánh sáng từ bộ chiến y nam màu chiếu rọi ba luồng tiên khí lưu truyền xung kích về trước chống lại kẻ xâm lấn. Ta đã thấy là những vị tiền bối kia đã dùng sức lực để tạo nên những kỳ cảnh. Để cho ta thấy được một màn này dù có cách nhau cả vạn cổ. Thạch hạo nhìn về lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung đại nhân, trong lòng chợt bừng tình. Đúng, hoàng nữ gật đầu hai người một thì chạm tới luân hồi còn một thì cắt đứt dòng sông thời gian kết thúc là như thế quá không cam bằng mọi giá cũng phải cho người đời sau biết một biết hai thiếu nữ ôm lấy kỳ lân trắng cố gắng nói ra câu này rồi ngã nhào về sau không còn chút hơi thở nào nữa đây là một động phủ của tiên cổ cũng là chiến trường vô cùng nổi danh vào năm đó vô trung và lục đạo luân hồi tiên vương đã dùng pháp lực xuyên qua vạn đạo xuyên thủng chư tiên để nhìn thấy tương lại chiếu lại mọi việc nơi tiên cổ này chiếu lại quá khứ thế nhưng ta lại có thể nói chuyện với các ngươi thạch hạo đầy bi thương còn có rất nhiều chuyện không rõ hắn nhìn về từng khuôn mặt đầy quen thuộc những người này sẽ chết hết mấy vị đại nhân với pháp lực có một không hai cả cổ kim đạo hạnh không cách nào suy đoán đã tạo nên một không gian thu nhỏ từ ở trong quá khứ xuất thủ và kéo một người về lại để chứng kiến toàn bộ cái gì thạch hạo khiếp sợ thủ đoạn này không cách nào có thể tưởng tượng được ra tay ở trong quá khứ kéo một người ở đương đại về kỳ nguyên tiên cổ như thật như ảo không thể thay đổi thứ gì người chỉ là một nhân chứng trùng hợp bước vào trong khu di tích này có thể đã nhìn thấy rất nhiều dấu vết có thể đi tới được đời này của chúng ta có thể nói chuyện đối thoại với chúng ta cách nhau cả vạn cổ năm tháng đây chính là bản lĩnh của mấy vị đại nhân vật hoàng nữ lên tiếng lời nói mang theo đau đớn bởi vì những người bạn cùng trang lứa ở bên cạnh gần như đã ngã xuống cả thạch hạo ngơ ngác bản lĩnh này tới tột cùng như thế nào hắn bước vào một khu hồn vực và chuyện trò với những tàn hồn hay là bị người khác dùng pháp lực đưa trở về ngày tận thế của kỷ nguyên tiên cổ dùng tư cách là một người làm chứng để quan sát từng hình ảnh này hắn không cách nào nhận ra đâu là chân thực và đâu là hư huyễn bởi vì những lời bàn luận với mọi người trước kia làm hắn cảm thấy họ rất chân thực ngay cả thiên nhãn thông cũng không hề thấy được chút dị thương nào của mọi người tu vi tới trình độ nhất định thì có thể ảnh hưởng tới tương lai ư thạch hảo không biết trong lòng đầy kinh ngạc đồng thời hắn cũng cảm thấy vô cùng thê thảm quan sát những người đã bầu bạn mấy tháng vừa rồi lần lượt ngã xuống khiến lòng hắn đau đớn vô cùng mặc dù biết bọn họ sớm đã không tồn tại nữa sớm đã chết ở trong những năm cuối cùng của tiên cổ thế nhưng hắn vẫn không cách nào loại bỏ đi sự đau đớn bởi vì đã từng chuyện trò vui đùa với nhau rất nhiều người đã là bằng hữu với hắn nơi đây vốn an lành an bình bầu không khí vui tươi thế nhưng mới nháy mắt mà đã dùng cách này để từ biệt nhìn từng người nằm trong vũng máu từng người lần lượt chết trận thạch hạo rất muốn gào thét muốn hóa điên bàn tay nắm chặt con mắt đỏ lòm lệ nóng đầy mặt hắn không thể thay đổi được gì chỉ có thể nhìn mà thôi là muốn hắn tiếp xúc với sự tàn khốc khi thiên địa đại loạn ư tương lai sẽ ra sao những bằng hữu ở đương đại với mình có như thế này sẽ chết trận từng người một sao Tuy rằng hai bên không cùng một đời thế, nhưng lúc này lòng Thạch Hạo lại vô cùng đau xót, sự ra đi của những người này tựa như là những bằng hữu chân chính của mình đang chết trận vậy. Đúng, đôi bên đã bầu bạn được mấy tháng, mặc cho những vị đại nhân vật kia dùng pháp lực và đạo hạnh thông thiên để nghịch chuyển quy tắc thiên địa đi chăng nữa. Thì những tình cảnh vừa rồi quá chân thật, tạm biệt tiên cổ, hẹn gặp lại các bạn bè của ta. Thạch Hạo nhìn từng người lần lượt ngã trong vũng máu tiên huyết nhuộm đỏ chiến trường những dòng lệ nóng của hắn không ngừng lăn dài trên má. Tuy rằng cách xa nhau cả vạn cổ thế nhưng hắn tựa như người đánh rơi thần hồn ở kỳ nguyên đó như cùng nhau an táng cùng với mọi người. Ta được mang về nơi này cùng ở cùng vui với mọi người. Một phần tâm thần ở nơi đây mộng về tiên cổ ở tại tiên cổ. Thạch hạo thì thao, các vị đại nhân cũng lực bất tòng tâm mà. Có người đau đớn nói chuông lớn lở mở nơi xa, luân hồi bàn từ từ nứt ra chỉ đưa một mình ta về lại thôi sao? Thạch hạo hỏi, hoàng nữ bị một cọng huyết vũ xuyên thùng ngã nhào ra sau, nàng yếu ớt nói, còn vài người nữa, các đại nhân đang tìm kiếm hy vọng. Không biết được mấy người sẽ mộng về đời này nữa, nhưng mà các đại nhân rồi sẽ suy yếu, sẽ không thể tiếp tục được nữa. Thanh niên cầm bảo kiếm tiên kim quang minh thất vọng, thân thể của hắn từ từ tan rã, máu tê bắn lên cao tới mấy thước. Tu vi đủ mạnh thì có thể ảnh hưởng tới lương lai ư? Nếu như ta đủ mạnh thì sẽ tạo nên một luân hồi. Sẽ ảnh hưởng tới quá khứ ư? Thạch Hạo ngửa mặt lên trời hét lớn. Hắn nhìn hoàng nữ ngã xuống, nhìn thanh niên cầm bảo kiếm hóa thành máu và xương, nhìn trong thiên địa đâu đâu cũng là màu máu. Nhìn về chiếc chuông lớn đầy sứt mẻ, nhìn những người ở đời này lần lượt chết trận, hắn gào thét trong tuyệt vọng không thuộc về hiện tại, chẳng thuộc về quá khứ, mộng về tiên cổ, mơ về đời kia, các người bạn của tiên cổ. Ta hy vọng sẽ có một ngày lại được gặp mọi người lần nữa. Hắn gào lên trong đau xót, gió mát thổi hiu hiu, chúc tím rào sạc đưa. Đây là một khu di tích có đất đai cháy đen tựa như bị lửa nung đốt và máu tươi nhuộm đầy. Thạch hạo lặng yên đứng nơi này, vẻ mặt thẫn thờ, gương mặt ướt sũng. Ta lại khóc, hắn nói rồi khẽ vuốt vuốt mặt đời này, tất cả mọi người mà hắn nhìn thấy đều biến mất, rừng trúc vẫn còn đó, biển xanh sớm đã cạn, đây là nam hải từ chức lâm năm xưa ư. Hiện giờ cũng chỉ là một khu rừng trúc tím bình thường mà thôi. Tất cả đều không cao lớn, hoàn toàn khác với những gì mà Thạch Hạo thấy ở tiên cổ. Là mơ ư, nhưng mà độ chân thực quá rõ ràng, Thạch Hạo cảm thấy nhói đau, từng hình ảnh vẫn như đang ở trước mặt. Từng vị bằng hữu quen biết lần lượt ngã trong vũng máu. Đẫm máu như thế cứ như là một giấc mộng vậy, nhưng vì sao lại đau đớn? Vì sau khi nhìn thấy những vị bằng hữu đã vui đùa với nhau mấy tháng trời ngã xuống thì bản thân lại cảm thấy khó chịu và khó thở. Thạch Hạo chợt hét lớn, tiếp đó nhanh lau những dòng lệ nóng trên mặt. Đường vẫn phải đi, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời cao, có những lời đã nói ra ở đời kia, ở kỳ nguyên này, ở trong giấc mộng ấy, hiện giờ hắn có thể làm gì chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Thoát khỏi tất cả, Thạch Hạo lặng yên suy nghĩ rồi từ từ đi quanh một vòng, tưởng nhớ lại tất cả những việc vừa qua lần nữa. Keng, hắn vận dụng thiên nhãn thông thì nhìn thấy một miếng sắt nhỏ. Dù năm tháng dài đằng đẵng qua đi thì nó cũng không hề bị ăn mòn, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng trắng bóng đầy rực rỡ con người của Thạch Hạo co rút lại. Ánh mắt tựa như hóa thành hai bó đuốc hừng hực, bảo kiếm tiên kim quang minh hiện giờ chỉ còn sót lại một mẫu nhỏ dài chưa tới ba tấc một chút tiên kim được hòa lẫn bên trong cũng chưa hề bị phai mờ ngược lại ánh trắng lưu truyền xung quanh hô hấp của thạch hạo trở nên rồn rập hắn vút nhẹ miếng sắt nhỏ trọt lòng cảm thấy nặng nề và ngột ngạt trong lòng ngực như có một luồng ấm ức rất muốn đẩy hết những thứ này ra khỏi người vừa rồi không phải là mộng mà là sự thật nơi đây chính là nam hải tử trúc lâm đời kia từng có một nhóm trí tôn trẻ tuổi tụ hội ở nơi này mà hắn đã tận mắt nhìn thấy. Thiên nhãn của thạch hạo khiếp người cho nên lại có thêm phát hiện mới nữa, bên dưới đồng hoang tàn ấy hắn tìm ra được một đoạn xương ngắn, trong giây lát máu huyết hắn sụp sôi. thân thể run rẩy dữ dội, đó là một khúc xương kỳ lạ lấp lánh ánh sáng năm màu, dù cho đã lờ mờ thế nhưng vẫn còn khí tức quen thuộc, nó là của hoàng nữ. Đã từng luận bàn, từng giao lưu, cảm giác này tuyệt không sai cuộc chiến ấy vô cùng đẫm máu thạch hạo run rẩy không ngừng hết thảy đều là sự thật hắn đào hai phần mộ một chôn tàn kiếm một chôn hoàng cốt sau khi cúng bái trong im lặng thì hắn chợt xoay người nhanh chân rời khỏi nơi này mộng về tiên cổ thạch hạo thì thầm muốn vui vẻ thế nhưng nước mắt lại cứ chảy những bằng hữu đó dù cho có cách xa vô tận năm tháng thì vẫn đang chôn vùi nơi ấy có ngơ ngác có thương xót có đau đớn Dọc trên đường đi Thạch Hạo chẳng hề nói năng gì cả, dù cho đã rời xa tới mấy vạn dặm thế nhưng lòng vẫn vô cùng đau buồn. Tại sao lại có thể trải qua những việc như vậy? Rõ ràng cách nhau cả một kỳ nguyên, với năm tháng dài đằng đẵng nhưng lại có thể kết bạn với một đám bằng hữu ấy vậy sự thật rất tàn khốc, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất, đây là một khúc mắc khó mà giải được trong lòng Thạch Hạo không ngừng thổn, hắn tin chắc thời gian hiện tại cũng chưa qua bao lâu cả nhưng lúc ở đời kia thì hẳn rất lâu đi thôi đường còn dài ta muốn nhìn xem những kẻ địch kia có lai lịch ra sao có chỗ nào phi thường thạch hạo nói mộng về tiên cổ hắn nhìn thấy cuộc đại chiến đầy thê thảm thế nhưng lại không cách nào nhìn rõ kẻ địch là ai bởi vì những làn khói xám từ vực ngoại hạ xuống từ trong vũ trụ vọt tới đã che mờ toàn bộ ta có thể kết thân với một nhóm bằng hữu thế nhưng cũng chỉ biết nhìn bọn họ chết đi mấy ngày sau tuy đã rời rất xa nơi đó thế nhưng lòng của thạch hạo vẫn không thể nào bình tĩnh được mỗi khi nhớ lại là lòng tựa như bỏng cháy con mắt cay xè nhưng hắn không phải là người do dự thiếu quyết đoán rất nhanh đã điều chỉnh được nỗi lòng dù cho một nhóm bạn vừa mất thì hắn cũng rất nhanh khôi phục lại tâm tình của bản thân chìm đắm mãi cũng chẳng hề có ích lợi gì cũng không thể thay đổi được gì điều hắn cần làm là quật khởi trở nên mạnh mẽ sẽ có một ngày, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp lại nhóm người ấy, tới lúc đó thì sẽ là lúc hắn xuất thủ, chiến một đường vào trong. Tới lúc đó cũng chính là lúc rửa thù báo hận cho những vị bằng hữu này. Xoẹt, ngày hôm ấy, trong lúc Thạch Hạo đang chạy nhanh thì trên một ngọn núi đá hoang tàn chợt có một tấm da thú rách nát bắn ra hàng ngàn hàng vạn kim châm, tốc độ rất nhanh. Vượt quá tưởng tượng của hắn bụp, xung quanh một loạt núi lớn bị xuyên thủng cả trăm ngàn lỗ và rồi sụp đổ. Thạch Hạo chảy ướt cả mồ hôi, bởi vì những kim châm ấy chính là những chiếc lông thú, quả thật nó còn lợi hại hơn cả bí bảo, đáng sợ tuyệt đối. Đó là vũ khí gì Thạch Hạo căng thẳng. Việc này quá đột ngột, nếu như vừa nãy hắn mà chậm một bước thì đã bị xuyên thủng rồi, chắc chắn dù là cả nhóm thiên thần ở đây cũng không thể ngăn cản được. Sẽ bị xuyên thủng như một cái lưới thậm chí hắn cảm thấy ngay cả giáo chủ cũng chưa chắn dám ngăn cản mà nơi nguy hiểm nhất lại chính là tấm da thú bên trên những tảng đá lởm chởm kia nó mờ mờ tối tăm những lớp lông bên ngoài đều gần như rụng sạch cả vừa nãy đúng ngay lúc chúng nổ tung thạch hạo ngạc nhiên tấm da thú đó rất bình thường tựa hồ như là một con dã thú nào đó lưu lại chẳng có chút kỳ lạ nào cả trận gió lớn thổi qua tấm da thú kia bị thổi lên và cuốn bay ra ngoài, nó bị thối tới đây là như thế. Xuất hiện trùng hợp như vậy. Việc này làm người khác cứng họng trong lúc nó bay lượn trong gió thì có những cọng lông thú rớt xuống và hóa thành những thần châm màu vàng, bất kể thứ gì cản phía trước đều bị xuyên thùng. Vô cùng khiếp người, mặt đất núi non, hư không, bầu trời đều bị những chiếc lông này đánh nát thạch hạo trợn tròn mắt ra sức tránh né không muốn bị những lông thú cùng với tấm da thú kia bắn chúng thứ này có uy lực quá lớn lúc này rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu nơi sâu khu vực không người đầy rộng lớn này có quá nhiều thứ không thể nào lý giải được ví như tấm da thú rách dưới này uy lực trấn thế thứ đó là của sinh linh nào nếu dùng làm vũ khí thì đúng là khủng khiếp rất nhanh hắn lại nghĩ tới quá nửa là da của một nhân vật vô thượng nào đó sau khi chết đi lưu lại Kỳ nguyên tiên cổ từng xảy ra đại chiến ở nơi này nên có đồ của năm xưa lưu lại cũng khó nói. Việc này càng nói rõ hơn về sự quý giá và lợi hại của nó. Thạch Hạo muốn giam cầm lại tấm da thú này, thế nhưng đã thử nghiệm mấy lần mà cũng không cách nào tới gần được. Cơ bản không thể đoạt vào tay và luồng gió lớn kia đã cuốn lấy nó bay vút vào trong nơi sâu của núi rừng trên thực tế thạch hạo vô cùng hoài nghi thứ cuồng phong vừa rồi khả năng là do thần uy mà tấm gia thú này phát ra thạch hạo lại càng thì vững tin việc này hoàn toàn không phải do gió núi nơi đây gây nên mà là do chính bản thân tấm gia thú kia hình thành và tự mang bản thân rời đi sau khi rõ ràng tình huống thì hắn quyết đoán rút lui chứ không có đuổi theo nữa đồng thời mồ hôi lạnh chảy khắp người quá nguy hiểm nếu như chúng phải đòn vừa rồi thì chỉ có con đường chết Hiện giờ hắn càng hiểu rõ tại vì sao một vài giáo chủ cũng sẽ chết trong cấm khu này. Chỉ có những thứ như vừa nãy mới có thể làm được mà thôi. Tấm da thú này quá khó hiểu, uy lực của nó càng không thể suy đoán, nó bóc ra từ sinh linh mạnh cỡ nào, là tiên vương ư? Thạch Hạo lòng rối bời rời đi, sau khi tới trước một dãy núi đồi thì hắn dừng lại, tiếp đó bỗng nhiên lông tơ của hắn dựng đứng. Bởi vì, những dãy núi này chợt động đậy, tất cả đều là những ngôi mộ cổ, từng ngôi đang dì máu đỏ sẫm ra ngoài. Đồng thời, những ngôi mộ cổ này lác lư kịch liệt như muốn nhấn chìm và trấn áp thạch hạo. Quá kỳ lạ, một vài sự kiện nãy giờ đã giúp hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của vùng cấm khu này. Sau khi chạy thục mạng thì chợt xuất hiện mấy ngàn bộ thi thể nằm ngang trên đường bởi vì sau khi mộ cổ di chuyển thì đã làm lộ những thi thể này đều là những thiên tài trẻ tuổi của ba ngàn châu rất nhiều người chết ở nơi đây không có ai may mắn còn sống cả lúc này thạch hạo ý thức được cấm khu hùng vĩ này nguy hiểm quá lớn không thể không đề phòng hơi bất cần đôi chút thì sẽ là vạn kiếp bất phục từ khi rời khỏi thẳng châu cho tới giờ thì hắn đã đi được hơn một tháng thế nhưng cũng chưa hề thấy cái gọi là tòa thành cổ kia đâu cả một luồng sét đánh xuống một gốc thần mộc. Thạch Hạo kinh ngạc trên đường đi hắn nhìn thấy một cây thần thụ tuy rằng bị sét đánh toàn thân cháy đen thế nhưng vẫn đứng vững không hề ngã khủy. Đồng thời, bên trong thân cây thi thoảng lại lóe lên ánh sáng lộng lẫy, nó đã trở thành thiên tài địa bảo là một vật liệu tuyệt phẩm để luyện chế ra bảo cụ lôi đảo. Thế nhưng, sau khi Thạch Hạo lại gần thì trong lòng chợt sinh ra cảnh giác lập tức hắn lùi lại thật thanh không lâu sau thì hắn thử lấy ra một món pháp khí rồi đánh về phía cây cổ thụ ấy ầm ờ, phạm vi trăm dặm thì hư không nổ tung còn mắt đất thì cũng không cần phải bản hoàn toàn nát bấy nơi ấy trở thành một vực sâu to lớn mà ngay cả vòm trời cũng sụp đổ cây gỗ đó là thứ gì thế lại có thể sản sinh ra lôi điện thạch hạo ngây dại đồng thời lạnh toát từ đầu tới chân sức mạnh đó đủ để giết giáo chủ thạch hạo mang theo vẻ lạnh người khiếp đảm rời đi tiếp tục lên đường hai tháng sau hắn gặp một đoàn người mỗi người đều mang theo thiết y khí thế hùng hồn vừa nhìn thì đã biết đều là cao thủ bách chiến bách tử những người này cưỡi mãnh thủ ngồi hung cầm tất cả đều rất mạnh mẽ đều có một luồng khí tức dũng mãnh yếu nhất là chân thần cảnh bên trong không thiếu thiên thần người là người phương nào người đối diện hét lớn ta là một người cầu đạo và cũng là một kẻ thám hiểm muốn đi vào tòa thành cổ trong cấm khu thạch hạo đáp hắn cũng rất tò mò những người này tới từ đâu chẳng lẽ khoảng cách tới tòa thành cổ kia đã rất gần rồi người tới tìm tòa thành cổ kia à một mình xông qua đại hoang từ ba ngàn châu tới đây có người giật mình hỏi đúng ta là người cầu đảo con đường này chính là con đường tập luyện của ta thạch hạo trả lời à tòa thành mà ngươi nói cũng không còn xa nữa đâu chúng ta đều tới từ nơi đó cả và phụ trách việc điều tranh tình hình xung quanh. Trong nhóm có người lớn tiếng nói, đồng thời, những tọa kỵ này từ từ bước về trước, xoẹt, đột nhiên người kia lại ra tay, hắn lấy ra một bí bảo trấn áp lấy thạch hảo. Cùng lúc đó, tia sáng trói mắt sông lên tận trời xanh. Chiến sáng cả khu thế giới này, có người đang phóng tín hiệu và câu viện trở. Giết! đối phương muốn giết mình thì thạch hạo cũng chẳng hề khách sáo làm gì trong lúc hắn giơ tay thì ánh kiếm như cầu vòng quét sạch địch thủ bốn phía kết quả chỉ trong nháy mắt đã có mấy người mất mạng nhưng bọn họ tựa như là đám người liều chết người trước nằm xuống thì người sau phóng lên các ngươi là người nào thạch hạo hỏi lớn cùng lúc đó hắn cảm thấy được một khí tức khác nữa bụp thạch hạo không hề do dự giết hết kẻ còn lại trong lúc này Hắn nhìn thấy một nhóm người mặc áo đen cưỡi trên cổ thú màu máu đang hóa thành một dòng lũ lao nhanh tới đây. Đội nhân mã này đều là cấp tiên thần cả. Giết hắn, có người chỉ về Thạch Hạo. Thạch Hạo không rõ, khoảng cách cách tòa thành cổ kia không còn xa nữa thế nhưng vì sao những người này lại ra tay đối phó hắn? Thực lực của bọn họ đều rất mạnh mẽ, khí tức lạnh lẽo, vừa nhìn thì đã biết là những người sống sót từ trong xương và máu thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau